Dạ, anh Tư cắt lên anh Tư. Bao nhiêu bao lên hả? Bao nhiêu bao tải lên? 7 bao tải. Rồi cắt cho 2 bao chứ. Cái chim đi ra cá này cá bị bự này phải gì giờ cá là cái là cá này cá là chết mình cá. Chào mấy chị, cho xin lượt chia sẻ đó. Chào mấy chị. Mấy chị cho em xin lượt chia sẻ với mấy chị ơi. Tối nay lên nhiều lắm mấy chị ơi. Nay lên lên không nha. Noel đến rồi mấy chị ơi. Cái gì ạ? Nó đu bỏ đi trước. Làm gì? Bà đỡ đây trước còn như à, bà đỡ đây trước hay rồi chút nữa đưa vô. Tại hôm nay tới 1000 con lên về. Hai đứa hai, hai đứa lên mặc đồ đẹp qua bển lai lai túi lên. Cắm mấy con lai. Cắm mấy con lai kèm với lại Út có để cái máy tiếng mà bển á. Không có lai fanpage mà lai Facebook cá nhân của Thiếm của Út là Võ Thủy Yên á. Qua bển này chỉ cần không có thay đổi cái chỗ bay á mà lai trang cá nhân. Lai trang cá nhân thì để giùm là mời mấy chị vô xem đừng có ghi nhiều Facebook nó chậm. Anh mặc áo đẹp rồi qua hai đứa rất là bển đi. Ráng bán khoảng cỡ 10 cái thôi nha. Đừng bán nhiều nha con. Chị nào ôm lên dệt mông cơ ghi thì ở đây với em. Mà em nói với mấy chị là mông cơ ghi mà chị nào ở đây với em là toàn siêu phẩm không. Còn chị nào không thích thì vào trang cá nhân em là Võ Thủy Yên để coi. Để coi túi sách nha mấy chị nha. Đó, cháu em ở like nha. Hello chị Dung, hello chị Hiếu Lê. Rồi em nói thiệt với mấy chị nha. Em mê cái len dệt mông cơ ghi lắm. Tại vì khi mấy chị mặc áo thun nó cũng đẹp. Mấy chị mặc áo khoác nó cũng xinh. Mấy chị mặc cái gì cũng xinh. Em mê len dệt lắm, em nói thiệt. Mê con mông cơ ghi này cực kỳ. Hello chị Dung. Hello chị Dung bỏ quá. Bỏ lên cao cao chị khỏi gió. Tôi quăng đại nè, chị ấy like luôn. Khỏi gió. Rồi lên hàng cho mấy chị ha. Lên hàng cho mấy chị. Bên này đâu còn con ấy nè. Lên hàng cho mấy chị nè. Rồi lên len dệt cho mấy chị nha. Rồi em lên mã đầu tiên nha mấy chị là len sợi nè. Len sợi, con này không có nóng nha. Rồi lên mã đầu tiên chốt giùm em mã xanh da trời. Mã xanh da trời 60-73kg. Mã xanh da trời 60-73-74kg. Con này là ta, cái dây này là dây đang thêu nè. Cái hoa, hoa nổi. Rồi chốt giùm em mã xanh da trời. Mã xanh da trời 60-73kg xanh da trời. 60-73kg 180 cho em cái móc gỗ. 60-73kg xanh da trời 180.000 nha mấy chị ơi. Đồng giá nha mấy chị, nãy em quên để chữ đồng giá cho mấy chị. 180.000. 180.000 em lên cho mấy chị một mã nâu nè. Trời ơi con này giống như lên dập đó mấy chị. Con này lên mềm, lên dập mà lên in đẹp lắm. Chốt giùm em mã nâu. Mã nâu 60-82kg. Mã nâu 60-82kg 180.000 mã nâu. Chị nào chốt mã nâu chốt giùm em mã nâu 180.000. Mã nâu 180.000 nha mấy chị ơi. Ôi xuất sắc siêu phẩm nè mấy chị ơi. 180.000. Chốt giùm em 60-77kg. Chốt giùm em xanh lá cây gấu 180.000. Xanh lá cây gấu 180.000 nha mấy chị. Xanh lá cây gấu 60-77kg. 60-77kg 180.000. Em lên cho mấy chị một con siêu phẩm dít dắt xinh không? 60-85kg chốt giùm em siêu phẩm dít dắt. 60-85kg siêu phẩm dít dắt nha mấy chị ơi. Siêu phẩm dít dắt mấy chị ơi. Lên cho mấy chị một con mông ca ri đỏ. Mấy chị coi lên mông ca ri đỏ nè. Rồi lên cho mấy chị một con mông ca ri đỏ. Con này 50. Con này từ 50-80kg chốt giùm em sọc đỏ. 50-80kg sọc đỏ. Ai chốt giúp em sọc đỏ nha mấy chị. 50-80kg. Con này không phải là len nha. Con này là hàng ăn đông nè. Con này áo đá hàng đông nè. Con này nó không phải. Con này len thì cũng không phải len. Nó là một cái chất vải gì đó co giãn nha mấy chị. Dạ cho em xin nút chia sẻ nè mấy chị ơi. Con này con công sở. Chốt giùm em mã công sở chữ V. Mã không sợ đá chịu về con này mà mặc lên mát lắm.
chứ làm em công sở đá chữ V 60 đến 70 kg. Cho chị coi lại chắc lắc, cho lại coi dít dắt hả chị Hiếu Trúc? Dít coi là sư phẩm nè, con này mấy chị mặc với riêng, với sọt, với lửng, với chiếm tóc, với dài, con nào cũng đẹp hết. 180.000 dít dắt 60 đến 85 kg dít dắt. 180.000 60 đến 85 kg nha mấy chị ơi. Con này đẹp lắm chị Hiếu Trúc, con này đẹp lắm, mở hàng cho em đi. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con hoa đá. Rồi con hoa đá này 50 đến 65 kg. Thôi để 50, từ 50 đến 65 kg nha mấy chị ơi, 180.000. 180.000 50 đến 65 kg. 50 đến 65 kg mấy chị. Dạ ok chị Hiếu Trúc. Chị Hiếu Trúc 180.000. Hiếu Trúc 180.000. Em lên cho mấy chị một con công sở đá. Em lên cho mấy chị một con công sở đá nha. Em lên cho mấy chị một con công sở đá nè. Mấy con này là size bé nha mấy chị. Mấy con này là size khoảng cỡ dưới 70kg thôi ha. Công sở đá. Công sở đá dưới 70kg nha mấy chị ơi. Vậy là chốt công sở đá. Chốt giùm em con công sở đá. Công sở đá dưới 70kg 180.000 nha mấy chị. Dạ cho em nút chia sẻ đi mấy chị ơi. Nhà mình đã bán size đúng chị. Cái gì vậy? Dạ, khỏi. Không. Có size có kho mà có bán. Chị ơi. Mấy chị cho em xin người được chia sẻ rồi. Cảm ơn chị Hương Lê với chị Cao Ngọc Huệ. Cảm ơn chị Hương Lê với chị Cao Ngọc Huệ. Mèo thân vân á, thân thân thỏ gì á. Bỏ cái đó vô, bỏ cái gì ra xả. Cái đang nằm trong đó xả ra. Lên nhiều lắm mấy chị ơi. Đi lấy cái bịch đó, thì đựng cái bịch không rác vô luôn. Rồi lên tiếp, ở đây là con siêu phẩm nè. Siêu phẩm ha ha. Hôm nay có nhiều con siêu phẩm lắm mấy chị. Những con siêu phẩm lưới này mấy chị mặc 5 năm, 7 năm nó cũng không có lỗi mốt nha. Rồi lên cho mấy chị một con siêu phẩm lưới. Con này ta 60 đến 80kg siêu phẩm lưới. Siêu phẩm lưới 60 đến 80kg nha mấy chị. 60 đến 80kg. Đây thêm một con siêu phẩm lưới mã 2 nữa. Siêu phẩm lưới mã 2. Chú giùm em mã đen trắng siêu phẩm lưới. Đen trắng nè. Đen 60 đến 80kg luôn. Đen trắng siêu phẩm lưới 60 đến 80kg nha mấy chị. Mã này mới đỉnh nè mấy chị. Mã này mới là mã đỉnh nè. Mã nãy giờ chưa đỉnh đâu nè. Đẹp chưa? Xuất sắc chưa? Coi nè. Rồi đất ơi rồi. 60 đến 83-84kg. Chú giùm em xanh đen có cổ. Xanh đen có cổ đá nha. Con này 85kg cũng vừa, xanh đen cổ đá. Xanh đen cổ đá dưới 85kg. Dưới 85kg nha mấy chị ơi. Xanh đen cổ đá. Xanh đen cổ đá dưới 85kg. Lên cho mấy chị một mã ăn đông FF nè. Lên cho mấy chị một mã ăn đông FF 60 đến 80kg đang đông FF. 60 đến 80kg, 60 đến 80kg nha mấy chị. Chứ không phải FF đâu mấy chị coi nè đã. Hàng này nó là nó kêu là trong cái lô len thôi chứ nó không, nó gọi là nó giống như là len mông cơ ghi, len mỏng, len mát á mấy chị ha. Ủa. Đây này mấy chị size lớn. Chế nào size lớn là hôm nay trúng mánh cái đùng luôn. 90 đến 100kg. Nào 90 đến 100kg nha mấy chị. 90 đến 100kg nè, mã chữ H hả chị Thảo Tròn. Rồi Thảo Tròn 180 lên đã lắm chị. Trời ơi chế nào mà 90 đến 100kg chốt nè. Chế nào 90 đến 100kg chốt nè. Hàng độc không. Mấy chị ơi, nếu mà mấy chị ngồi đây với em mà mấy chị chốt cái con áo này, trời ơi cái vải nó đã lắm nha. Em chả biết đó là cái vải gì mà mấy chị coi cái vải nó đã không. Ôi nó đã mà nó mịn cực kỳ. Chốt giùm em mã hồng mấy chị ơi. Mã chốt hồng giùm em mã chị. Hồng. Chốt giúp giùm em mã hồng 60 đến 88kg mã hồng. Trời con này đẹp quá. Thảo Trần trước nè. Thảo Trần 180. Thảo Trần 180 trước. Rồi xanh đen cổ đá của chị Tuyết Nguyễn nè. In rồi, in rồi. Thảo Trần 180. Thảo Trần hồng nha. Lấy thêm một cái quần có gân xám. Hết rồi chị Kiều Thu, quần gân đó. Bây giờ em quần mà gân bụng em chỉ còn là em chỉ còn size 70kg rồi chị. Hết rồi, hết sạch rồi. Nè cái con mã hồng chị Thảo Tròn mới lấy, nó có một cái con mã cam nè. Trời chụm má ơi, con nó đẹp nè mấy chị. 60 đến 88. 60 đến 88kg nha mấy chị. Rồi mã cam nè.
Ồ, ôi, toàn siêu phẩm không luôn. 60 đến 88 kg. Siêu phẩm nha. Đây, con áo này 90 đến 100 kg nè. Con này mà chị nào 90 đến 100 kg mà trẻ trung không lấy con len lưới này là hơi bị tiếc luôn. 90 đến 100 kg con len lưới nha mấy chị. Đồng giá 180 nghìn. Đổi hồng lấy cam đi yên. Dạ ok, đổi hồng lấy cam. Đổi hồng lấy cam cho chị Thảo cần nè. Chị Hiếu ơi, bây giờ em còn mã hồng thôi, mã cam khách lấy rồi. Mã cam khách đổi rồi chị Hiếu ơi. Mã cam khách lấy rồi. Nhưng mà màu nào cũng ngọt hết á mấy chị, màu nào cũng ngọt và dễ thương nha. Ôi màu này nó ngọt theo cái kiểu khác nha. Chốt giùm em mã hồng gân. Mã hồng gân kèm số ký nha mấy chị. Mã hồng gân kèm số ký, mưa lớn quá. Rồi mua buôn bán livestream cực khổ lắm mấy chị. Lên cho mấy chị một con mã công sở trắng đâu quá trời. Đâu mà mặt mày em nó mệt luôn. Lên cho mấy chị một mã công sở vân trắng đẹp không mấy chị. Còn mông ca ghi này mà vô shop một cái giá chát lắm, 60 đến 73 kg. 60 đến 73 kg nha mấy chị ơi. Chị Hiếu Trúc lấy mã cam được không? Chốt 60 đến 73 kg. 60 đến 73 kg mã cam. Lên cho mấy chị một mã công sở nè. Lên cho mấy chị một mã công sở. Mã công sở. Tình không? Mã này là phối nè. Đó, áo đen nè, phối đen ở ngoài co giãn nè, mông ca ghi nè. Ở sau nè mấy chị thấy giống như con áo khoác ở ngoài ha, con này đẹp ha. Rồi con này 60 đến 75 kg. Bọc đây đi. 60 đến 75 kg nha mấy chị, 60 đến 75 kg. 60 đến 75 kg. Hôm nay len này đồng giá 180 nha mấy chị ơi. 60 đến 75 kg len công sở nha mấy chị. Cũng vậy hả? Lên cho mấy chị một con áo chữ C. Lên cho mấy chị một con áo chữ C 60 đến 77 kg. 60 đến 77 kg á mấy chị. Hốt cho anh Mỹ Long An. Hốt cái gì chị? Hốt mã nào. Hốt mã nào nói rõ rõ đi chị. Mã công sở hồng này á hả chị Trang? Mã công sở hồng phải không? À 180 của chị Trang. Rồi mã công sở đá vàng nè. Mã công sở áo đá vàng nè, trước cổ nè. Mã công sở đá vàng 60 đến 73 kg. Công sở đá vàng. Chị nào chốt công sở đá vàng đây. Lên cho anh con siêu phẩm giật lộn nè. Giật lộn chắc luôn. Lên cho mấy chị một con siêu phẩm giật lộn chắc chắn luôn. Đẹp không? Ôi 60 đến 80 kg nè. 60 đến 80 kg mấy chị. Cầm cái len vô tay đi rồi biết mê cỡ nào ha. 60 đến 80 kg. Xuất sắc không? Con này là mấy chị không mặc lấy yên mặc đó. Cái con mã sọc này nè. Lên cho mấy chị một con mã xanh bơ, mã vàng xanh bơ. Lên cho mấy chị một con mã xanh bơ coi nè, coi vải nè. Xuất sắc chưa mấy chị? Trời ơi, cầm vô nó mịn cái tay lắm. Chốt giùm em vàng bơ. Vàng bơ 60 đến 78 kg vàng bơ lưới. Vàng bơ lưới 60 đến 78 kg. Vàng bơ lưới 60 đến 78 kg nha mấy chị. Lên cho mấy chị một con hồng giống như bơ vậy đó. Y chang luôn nha. Lên cho mấy chị một con mã hồng lưới. Hồng lưới. Hồng lưới 60 đến 82 kg hồng lưới. 60 đến 82 kg nha mấy chị. 60 đến 82 kg. Và vàng bơ còn nè mấy chị. Hồi nãy là vàng bơ phải không? Còn cái này là xanh bơ. Xanh bơ có dây chuyền chữ H ở trước cổ. Con này mà mặc với sọt là ngất ngay luôn hả mấy chị. Con này mà mặc với sọt là em nói mấy chị bao đỉnh có cắt dứt chắc nè. Chốt giùm em là xanh bơ. Hồi nãy là vàng bơ còn con này là xanh bơ. Xanh bơ 60 đến 83 kg. Xanh bơ 60 đến 83 kg. Chị này chốt xanh bơ, chốt giúp em. Chị Tuyết Nguyễn ơi, chốt con này chị Thảo ơi, chốt con này nè chị Thảo. Mê lắm chị Thảo ơi. Nói thiệt, tin em đi, chốt cái con xanh bơ này nè. Đẹp mê mẩn luôn á. Trời ơi, xanh bơ mấy chị ơi. Trời ơi, mấy con này mà không chốt rồi chốt cái gì mấy chị. Rồi bên cạnh con xanh bơ đó có cà phê sữa nè mấy chị. Cà phê sữa nè. Đang bò gì? Đang bò là gì chị? Xanh bơ hả chị? À xanh bơ, trời con xanh bơ này đẹp quá à. Xanh bơ cũng đẹp mà vàng bơ cũng đẹp rồi. Thảo Ly là Phùng Lê á. Thảo Ly là chị Phùng Lê, trời ơi hôm nay. Trời ơi coi cà phê sữa nè mấy chị. Mấy chị coi giùm em cái phơm cà phê sữa giùm em một cái. Trời ơi chết ngắt chết ngư không mấy chị. Đã vậy cổ tim mà lưới em nói chị lưới mềm là coi ở sau nè. Coi ở sau nè mấy chị đã không. Rồi chốt giùm em cà phê sữa 60 đến 77 kg.
60 đến 77 kg nha mấy chị. Cà phê sữa. Cà phê sữa 60 đến 77 kg. Rồi có ra nào uống gì không? Cà phê sữa không? Chem, chem. Ờ bao xin túi xoài. Cà phê sữa. Cà phê sữa luôn cà. Cà phê sữa của chị Thảo Ly. Cà phê sữa của chị Thảo Ly. Nè con này hồi nãy chị Hiếu Trúc lấy còn con nè. Chị Hiếu Trúc hồi nãy lấy một con còn một con nè. Đẹp không mấy chị? Chốt giùm em lưới dít dắt. Đẹp ha. Rồi chị nào mà 60 đến 85 kg chốt cái con dít dắt này mê luôn. Cái con cà phê sữa mới đưa lên là phơm cánh dơi mà khách lấy rồi. Rồi lên tiếp nè. Nè mấy chị coi mông kagi nè. Mông kagi mà cái màu nó phối đẹp dễ sợ mấy chị. Mã hồng. Chốt giùm em mã hồng 60 đến 80 kg mã hồng cổ trắng đẹp. 60 đến 80 kg mã hồng nha mấy chị ơi. Mã hồng cổ trắng. Mã hồng cổ trắng 60 đến 80 kg. Lên cho mấy chị một con vượt lộn nè. Lên cho mấy chị một con công sở vượt lộn nè. Mã caro cam. Caro cam. Lên cho mấy chị mã caro cam nè. Mã caro cam đẹp không? Yên ơi, đồ tôi mai ship luôn để thứ năm đi Đà Lạt. Dạ ok chị Thảo, tối ship đồ chị Thảo cầm nha. 60 đến 83, 84 kg. 60 đến 83, 84 kg. Xuất sắc không mấy chị? Chớ giùm em caro cam. Caro cam mấy chị. Caro cam từ 60 đến 83, 84 kg nha mấy chị ơi. 95 kg 1m6. Vẫn cái bầy. À, mẫu nào của ai? Của chị đặt hơn. Đúng rồi, dưới có thể còn hay ra bé cũ rồi chưa. Màu cà phê sữa có cái khách lấy à. Hồi nãy nó có một con màu len len trắng đen á. Hồi nãy nó có cái màu len trắng đen size 90 đến 100 kg á. Nãy giờ mấy chị thấy chưa? Nè chị Thảo Ly lấy cái con lưới xanh này nè. Trời ơi nó mềm mà nó đẹp cái kiểu lạ lùng lắm chị. 60 đến 80 kg lưới xanh. Trời ơi này nó xinh. 60 đến 80 kg lưới xanh nha mấy chị nó ơi. Xinh, nó xinh mà nó mềm lưới lắm mấy chị con này nè. 60 đến 80 kg. Gì vậy? Lấy hay được. Nè con mã viền nè, mã này đợt trước là len này về dành lộn nè. Mã viền trắng nè, mã cổ tim viền trắng nè. Lưới xanh. Cổ tim viền trắng nè. Là chị lấy em áo trắng cổ đen. Từ từ nha, áo giá đồng giá 180 lưới xanh của Hạnh Nguyễn nè. Lưới xanh của Hạnh Nguyễn. Ờ à, đen tim của Hạnh Nguyễn luôn. Đen tim 180 của Hạnh Nguyễn rồi giáp còn biêu kìa. Hạnh Nguyễn rồi giáp. Từ từ nha. Lấy cái áo trắng cổ đen rồi biết con đó rồi. Là con này phải không chị CB Ngô? Con này ô con này lên đẹp lắm. CB Ngô 180 nè. Hạnh Nguyễn 180, CB Ngô nè. In rồi đó. In CB Ngô rồi đó. Đó của ai? Rồi CB Ngô. CB Ngô 108. Ờ, ai giá như đen xin. Lưới xanh của chị Nguyễn Thị Thuy. Lưới xanh của chị Nguyễn Thị Thuy. Lưới xanh của chị Nguyễn Thị Thuy nè. Đen xin. Lấy cái hồng tay ngắn mới vừa. Trời ơi, vậy chị Thảo giờ coi cái con vải này nó đẹp lắm nha. Chị Thảo giờ coi cái con vải này đẹp mê man luôn. Chị Thảo Trần nè. Mới in chị Thảo Trần á. Thảo Trần 180. Nè áo này 90 đến 100 kg nè. Áo này mặc với sọt đẹp lắm nha mấy chị. Thông báo áo lưới này mặc cực kỳ sọt. Mặc với sọt cực kỳ đẹp. Áo lưới đen nè. 90 đến 100 kg lưới đen. Chị nào chốt lưới đen 90 đến 100 kg chốt giùm em lưới đen nha. Thảo Trần 180. Rồi lên tiếp cho mấy chị nè. À con này nó là giống như nó may cái kiểu cái vải nó giống như cái gì này tóc tóc vậy bây. Nó giống như thun lạnh đó mấy chị ha. Nhưng mà nó làm cái vải loang đẹp lắm nè, cho mấy chị coi cái vải nè. Rồi con này là mặc hàng ngày mà mùa nóng đã lắm nha. Coi như mở trên cổ là có đá nè. Chớ giùm em mã đá. Mã đá 60 đến 85 kg mã đá. Chị nào chốt mã đá chốt giùm em mã đá. Đây là Hảo Hảo. Nhưng mà con này là size 90 đến 100 kg, trên 90 càng đẹp, mặc cái sọt đẹp lắm. Con lưới đen. Lưới đen 90 đến 100 kg lưới đen. Chị nào chốt lưới đen chốt lên giúp giùm em lưới đen nha. Đây. Để chị coi giúp em nè. Rồi chốt giùm em xanh bơ. Xanh bơ ai mà tên có chữ hờ là hốt nha. Rồi xanh bơ trời ơi lưới mềm lắm. Tao nói hàng 180 nó có khác á mấy chị. Lưới nó đã lắm mấy chị ơi. 60 đến 82 kg chốt giùm em là xanh bơ. Chị nào chốt xanh bơ chốt lên giúp giùm em xanh bơ.
Chị nào chốt xanh bơ chốt lên giúp giùm em xanh bơ nha. Em có một con có cổ nè mấy chị, có một con thôi. Chốt giùm em sọc xanh. Mở tiếp đi, mở tiếp ra. Rồi sọc xanh. Quăng hết con đi qua cho em. Chốt giùm em sọc xanh mấy chị. Sọc xanh kèm số ký, sọc xanh mông ca ghi. Ở dưới này mấy chị thấy nó làm cái lưới tàm không? Rồi chốt giùm em sọc xanh 60-80kg sọc xanh. Xanh bơ của chị Tương Anh Võ. Rồi được có cái dây chuyền. Rồi Tương Anh Võ 108 xanh bơ. Xanh bơ của chị Tương Anh Võ. Trời ơi con lưới này mà mấy chị không lấy hả mấy chị? Con lưới này mấy chị không lấy thiệt đó hả? Trời ơi nó đẹp giả mang con ngang luôn. 60-82-83kg chốt giùm em lưới. Con này là 60-95kg cũng vừa nha. Chốt giùm em mã áo lưới dắt dai nè. Mã áo lưới dắt dai mã này đẹp nè. Rồi lo cho mấy chị một mã siêu phẩm. Siêu phẩm cánh dơi, caro mềm. Mềm mà mỏng mà mịn lắm nha. Mềm mỏng mịn chốt giùm em mã này 60-83-84kg. Chốt giùm em caro, con này không chốt là hối hận nè. 83-84kg nha mấy chị ơi. 83-84kg đổ xuống nha. Hai cái con trên vai này mà mấy chị không chốt là hối hận lắm. Đang đâu chị? Rồi lên tiếp cho mấy chị. Chị nào mà size nhỏ nhỏ giống như Hạnh Nguyễn á, hốt cái con này là Hạnh nè. Hốt cái con này đẹp dữ dằn lắm Hạnh Nguyễn. Chốt giùm em là sao ta, chốt giùm em là con đen tay dài. Đen tay bôn. Con này 60-70kg đen tay bôn. 60-70kg đen tay bôn nha mấy chị ơi. Đen tay bôn 60-70kg. Hồi nãy em có con lưới dứt dắt đen thì đây là con lưới dứt dắt xanh. Áo lưới dắt dai, áo lưới dắt dai của chị Nguyễn Thị Thuy nè. Dạ lưới dắt dai là con này nè chị Thuy ha. Áo là trắng xanh gợn sóng, trắng xanh gợn sóng là này là của chị Tương Anh Võ, của chị Tương Anh Võ nè. Nè Tương Anh Võ nè, Tương Anh Võ. Rồi áo lưới dắt dai là của chị Nguyễn Thị Thuy nè. Của chị Nguyễn Thị Thuy nè. Này là của chị Nguyễn Thị Thuy 108 nè. Nguyễn Thị Thuy 108. Áo đen tay bôn của chị Hạnh Nguyễn. Con này là Hạnh Nguyễn mặc vô mê lắm. Con này Hạnh về Hạnh coi cái len, cái len mỏng với cái tay nó đẹp lắm ha. Đây đen tay bôn của chị Hạnh Nguyễn. Im chưa? Hạnh Nguyễn rồi chứ. Đen tay bôn khách lấy rồi Ngọc Diễm Quỳnh ơi. Dạ lên cho mấy chị một con xanh dít dắt. Một con xanh dít dắt. Chị nào chốt xanh dít dắt 60-77kg xanh nha. Xanh con mai. Xanh con mai xinh ha. Con này dễ mặc đồ cực kỳ luôn. Chốt dứt giùm em xanh con mai 60-77kg. 60-77kg nha mấy chị. Trời ơi cái con áo này mà mấy chị không lấy tiếc lắm luôn. Em mặc cho mấy chị coi nè. Cái con áo này là caro đen nè. Cái con caro đen cánh dơi mấy chị không lấy em nói hối hận cả cuộc đời. Ôi vải đã 60-85kg caro đen. Con này hồi nãy có một chị lấy nè. Rồi lên cho em mã công sở 60-73kg. 60-73kg nha mấy chị. Một đỏ một đỏ. Cái mã sọc đỏ là mã đầu like chị. Cái mã sọc đỏ là hồi nãy em like nè. Đã lắm chị, lên đã lắm. Rồi mã sọc đỏ 60-83-84kg. Mã sọc đỏ 108. Lấy chị Hiếu Trúc sọc đỏ không? Hiếu Trúc. Cái con này nó không phải là len. Nó là cái vải gì đó, nó mềm mà nó mịn lắm mấy chị. Con này không phải len. Con này mà chị nào mà hơi có tuổi tí thì mặc đã lắm. Chốt giùm em đá xanh. Đá xanh này là khoảng cỡ 65-85kg đá xanh. Cho chị coi con cổ đen. Con cổ đen này hả chị? Chút đã lắm. Đá xanh của chị Thảo Trần. Con này đẹp lắm. Đá xanh là con này là áo sọc không lấy sọc đỏ. Áo sọc là sọc nào chị? Chị sọc màu nào chị?
Áo sọc có cổ hả? Áo sọc xanh có cổ được không? Áo sọc xanh có cổ này được không chị? Để chị coi con cổ đen là lấy con này áo trắng cổ đen của chị Tương Anh Võ nè. Tương Anh Võ 108. Trời ơi, với con caro đen nè. Con caro đen vải nó đỉnh lắm. Rồi, mã này là mã đợt trước có về 1-2 con mà dành lộn không có nè. Thiệt, mã đợt trước về mấy chị coi cái cổ đó nè. Mấy chị coi cái cổ với cái phơm áo đi rồi mê coi cái vải nè. Đã không? Đây, 60-83-84 kg chốt dùm em mã. Mã bò sọc. Chưa có đồ bộ quần dài, lấy caro đen của chị Hiếu. Con này chị Hiếu về lấy là coi thử có ý nó nói đúng không nha. 108 của Hiếu chốt nè. Chốt dùm em mã cà phê sữa mấy chị ơi. Cà phê sữa nha mấy chị. Cà phê sữa này dưới 85 kg bao đẹp, 60-85 kg. Cà phê sữa 60-85 kg, 180.000 nha mấy chị ơi. Dưới 85 kg cà phê sữa ai chốt giúp em. Lên cho mấy chị một cái mã này. Lên cho mấy chị một cái mã môn. Mã môn cổ tim, con này size bé thôi. Con này size 60-70 kg thôi, 50-70 kg mã môn, mã môn kim tím. Dạ, xả đỏ đó rồi chị Hiếu. Mã môn kim tím. Cà phê sữa của chị Thúy Nguyễn Thị. Con này đẹp lắm chị Thúy ơi. Lên cho mấy chị không phải mã len, nó là mã hoa. Mã này mấy chị mặc hàng ngày mát lắm ha. Rồi mã này 65-85 kg chốt dùm em mã hoa. Dạ còn rin 7 tóc nhưng mà giờ cái lô rin em nó bỏ bên kia rồi chị. Lên cho mấy chị mã hồng lá. Lên cho mấy chị mã hồng lá. Mã hồng lá 60-73 kg mã hồng lá. Hồng lá 60-73 kg nha mấy chị. Lên cho mấy chị một mã xanh ngọc cổ tim, tim trước và tim sau, xinh lắm. Trời ơi, coi này, để vậy là còn xanh gân nữa nha mấy chị. Xinh lắm, nè, xinh chưa? Trời đất ơi, coi nè. Rồi 60-75-77 kg chốt dùm em mã xanh ngọc. Mã hồng lá chị. Mã xanh ngọc, mã hồng lá của chị CP Ngô, con này đẹp ha. Nói chung là lâu lâu nó mới có những cái lô len dệt này thôi mấy chị, chứ nó không có hoài. Mà nếu những cái lô len dệt giờ là em bán 50-50 á mấy chị. Hầu như mình dùng từ mình lời trọn, nó không có lời trọn. Mà nó một là quề vốn, hai là lỗ. Tại vì dính cái lô áo nhỏ nhiều quá mấy chị. Dính cái lô áo nhỏ nhiều mấy bữa em đóng cho từ thiện, cho nên về những cái lô này thì đa số là bán những con hàng này nó kém hơn những cái con hàng cho từ thiện là em quề vốn. Không em nói chuyện nhưng mà tại vì em mê len quá. Em mê cái len dệt mông ca ghi này quá. Rồi mã xanh ngọc của chị Huỳnh Thái Anh Chi nè. Con này đẹp lắm nha chị Huỳnh Thái Anh Chi. Huỳnh Thái Anh Chi 108. Huỳnh Thái Anh Chi 108. Em là lời nói lời lỗ đó, lỗ tiền túi em ai làm gì được em hết trơn á. Rồi chốt giùm em lưới 7 màu. Lưới 7 màu là từ 60-85 kg vừa nha, lưới 7 màu. Con này mặc sọt đẹp lắm. Riêng con này là mặc sọt cực kỳ đẹp. 60-75 kg kiếm cái bao gì cũ bao tải được kìa. Rồi lên một con áo chữ D. Và em thông báo với mấy chị là áo này là hàng An Đông mà em nhập vô không hồi xưa là phải 250. Là con này là con 5X đây nè. Ngày xưa mà em nhập cái con này mà hàng An Đông á. Con em nhập con này hàng An Đông không á là phải 250 mấy chị. Thì mấy chị về mấy chị coi cái vải đi biết tại sao là nó 250 liền à. Tại sao biết 250 liền à. Con này là 65-85-86 kg. Con chữ D là chốt giùm em áo chữ D. Áo chữ D là dưới 85-86 kg áo chữ D. Dưới 85-86 kg nha mấy chị ơi. Dưới 85-86 kg áo chữ D ai chốt giùm em áo chữ D. Em có một cái nè, xin không? À, mấy chị coi nè. Nè. Con này con giấu quần nha. Con này 60-72 kg thôi. 60 con này phơm giấu quần nè. Hoặc là đầm trên đầu gối nè. Rồi 108 luôn. Chữ D của chị Hiếu Trúc rồi, chữ D phom đẹp lắm, vải đẹp lắm, chữ D 108 của Hiếu Trúc. 60-72-73 kg chốt giùm em đầm sọc xanh. Đầm sọc xanh. Đầm sọc xanh nha mấy chị ơi. Đầm này có size 9 size từ 70 kg đến 100 kg, đầm này là đầm body nè. Cái phom nó dài tao quyển đẹp lắm chị.
Nè hồi nãy mấy chế chốt con xanh lá cây gấu giờ còn nè. Đẹp lắm, con này đẹp lắm mấy chị. Con này cứ lên nó mềm, nó êm mà nó đã lắm. Nè 60-82kg chốt giùm em là xanh gấu. 60-82kg mấy chị, dưới 82kg. Đây, mã này là mã hàng hiếm nè. Cho con mã đỏ đô hàng hiếm nè. Đẹp chưa, xuất sắc chưa. Rồi chốt giùm em đỏ đô, chốt giùm em đỏ đô 60-83kg. Đỏ đô 60-83kg nha mấy chị. Đỏ đô 60-83kg. Cái đầm đang mặc này hết size L của chị Huỳnh Thái Anh Chi rồi. Nếu chị Huỳnh Thái Anh Chi mặc con này size L bị rộng nha, bị rộng. À, 280.000 chị. Con đầm này nè, nó may bằng cái vải lên không có thấy nóng bụng nha. Tại vì vải dày mà nó co giãn đã à, vải dày co giãn đã. Đỏ đô của chế Xuân Bùi 108. Em lên cho mấy chị một con này. Con này mấy chị mặc cũng đẹp mà, mấy chị mua cho chị mấy chị cũng được, và mua cho mẹ cũng được. Nhưng mà con này lên đẹp lắm, đẹp không. Ôi ôi, chốt giùm em là khoác đỏ đô. Khoác đỏ đô hoa. Đỏ đô hoa nha mấy chị. Đỏ đô hoa con này 60-73kg. 60-73kg. 60-73kg nha mấy chị ơi. Đỏ đô hoa 60-73kg. Đỏ đô hoa là mấy chị mà mua cho mẹ từ 45kg tới dưới 73kg là hơi bị đẹp nha. Nè con này nè mấy chị, nhìn cái hình nãy giờ là mê rồi. Nè nhìn cái len là mê rồi, len mềm mỏng. Con này là đi kiếm khó lắm nha. 60-85kg chốt giùm em là hoa áo đen. 60-85kg. Áo đen nền hoa đỏ. 60-85kg nha mấy chị ơi. Áo đen nền hoa đỏ nha mấy chị. Em lên nha mấy chị một con lưới hồng. Có dây xích ở trước nè. Lưới hồng có dây xích ở trước, màu đẹp lắm mấy chị, màu ở ngoài đẹp lắm. Mà cái len nó mềm, 60-82kg chốt giùm em lưới hồng. 60-82kg, ai chốt giùm em chốt lưới hồng, chốt giùm em. Áo chữ H hồi nãy có một chị khách lấy hình như là chị Thảo hay sao á. Rồi áo chữ H mấy chị coi vải nè. Đừng nói nhiều về cái con này. Mấy con này là ngày xưa em mua lô ăn đông, em mua sỉ không đã 250-280 rồi. Nha, chốt giùm em áo chữ H 60-85kg áo chữ H. Áo chữ H 60-85kg nha mấy chị. Chị Xuân Bùi hốt con này nè. Chị Xuân Bùi hốt con này nè. Hàng này cũng hàng ăn đông luôn nè mấy chị. Rồi lên cho mấy chị một con vân vàng đá. Đó, vân vàng đá 60-75kg vân vàng đá. Vân vàng đá 60-75kg vân vàng đá nha mấy chị, 60-75kg. Áo chữ H của chị Nguyễn Thị Thu Thảo nè, con này vải đẹp lắm chị Thảo. Tê tê kiếm có thử còn chữ H không nha. Chữ H hả? À. Còn trong, tại vì cái lô này nó ngàn cái nó sẽ bị trùng. Tê ơi, Bi mới in cái Thúy Nguyễn Thị á. Rồi để áo chữ H để quang bên đây chút nữa có chút sau. Nên em đang ráng khui đô cho mấy chị nha mấy chị. Mấy chị chờ em xíu có em báo luôn nha. Từ từ có để ra khỏi tầng từ lục kiếm đây. Đó nó sẽ ra. Rồi em lên cho mấy chị một mã cánh bướm mấy chị. Mã cánh bướm nha. À là mọi mã chiếc nơ. Mã chiếc nơ của team mã này 60-72kg chốt giùm em nơ. Nơ hoa. Chốt giùm em nơ hoa nha. Chị nào chốt nơ hoa chốt giùm em nè, siêu phẩm nè. Siêu phẩm là chị Siri ngon. Mã siêu phẩm nè, mấy chị có cái vân trắng là đi kiếm làm gì có nè. Siêu phẩm 60-70kg áo trắng siêu phẩm. 60-70kg. 60-70kg hơi bị đẹp nha Hạnh nha. Siêu phẩm. Nè lên tiếp con cánh dơi nè. Ai hỏi cánh dơi, ai hỏi cánh dơi có cánh dơi, ai hỏi cánh dơi có cánh dơi. Xuất sắc chưa, xuất sắc chưa.
Rồi cánh dơi 60 đến 82 kg, cánh dơi sọc xanh 108 đồng giá. Cánh dơi sọc xanh 60 đến 82 kg, cánh dơi sọc xanh. Cánh dơi sọc xanh 60 đến 82 kg nha mấy chị. Má ơi, siêu phẩm. 60 đến 82 kg siêu phẩm. Lên cho mấy chị một cái con len màu kem đơn giản. Chế nào thích đơn giản mà vân nổi thì hốt con này. Ha, con này 60 đến 83 kg vừa chốt giùm em mã kem. 60 đến 83 kg ai chốt chốt giùm em mã kem. Mã kem phủ tròn. 60 đến 83 kg nha mấy chị. Lên cho mấy chị một mã, mã này dễ thương nè. Mã này mềm lắm. Rồi chốt giùm em sọc trắng đen khoát 60 đến 72, 73 kg. 60 đến 72, 73 kg sọc đen khoát nha mấy chị. Cánh dơi của Hiếu Trúc nè. Con này dưới 75 kg là ok nha. Con này mấy chị mặc khoát hàng ngày mềm mịn lắm. Chốt giùm em là khoát sọc trắng đen. Chị Hoàng Phương nè, mới in hết đây. Đâu rồi, khóc trắng đen đâu rồi. Con này đẹp lắm, chị Hoàng Phương lên đẹp lắm. Đi vô, con đi vô chốt hàng với chị vợ anh Phan đi. Nói con chốt ở đó để con cho địa chỉ số điện thoại vô chốt hàng đi. Cho nó bán được, cho nó mừng đi. Hoàng Phương áo khoác nè. Lên cho mấy chị một con xanh bơ. Xanh bơ viền đen. Xanh bơ viền đen nha mấy chị. Đã. Xanh bơ viền đen. Rồi chị nào chốt xanh bơ viền đen chốt giùm em, con cái tay cũng đẹp nè. Xanh bơ viền đen. Con này là 60 đến khoảng cỡ 78 kg. Xanh bơ viền đen. Xanh bơ viền đen nha mấy chị ơi. Cứ vô chốt đi. Rồi, hồi nãy em có lên cho mấy chị con xanh lá cây gấu thì đây là con hồng, con màu gạch gấu nè, đẹp không? Chốt giùm em gạch gấu nha mấy chị. Rồi, gạch gấu 60 đến 82 kg con à. Tin nè, con này đẹp quá trời luôn, gạch gấu. Chốt giùm em gạch gấu. Chị nào chốt gạch gấu, chốt lên giúp giùm em gạch gấu. Em lên cho mấy chị một mã đỏ, 60 đến 85 kg mã đỏ. Chị nào chốt mã đỏ chốt lên giúp giùm em mã đỏ. Ai chốt mã đỏ chốt giúp em mã gạch đỏ. Gạch gấu của chị Hiếu Trúc nè. Kiểm tra con này thử con không nè. Gạch gấu của chị Hiếu Trúc. Chị lựa cho em đôi giày đi tiệm 41 xin tôi không? Xin tôi lựa cho đôi giày 41. Này ơi, lựa đôi giày 41 mà để đi ăn tiệm khoảng cỡ 3 phân 5 phân mà đế xuồng mỏng mỏng dễ thương lắm. Thiệt, em mà lựa giày cho mấy chị đi tiệc là mấy chị ghiền lắm. Mấy chị thấy em đi tiệc mỗi lần em quất đồ em đi tiệc không? Gạch gấu của Hùng Nhi còn không vậy? Hùng Nhi đợi em tí nha. Giờ em in của chị Nhi đây nè. Em in chị Nhi để gạch gấu, để tờ giấy dưới đó chút xíu có em để cho chị nha. Nè cái con cà phê sữa nút nè. Con này hồi nãy chị cùng Lê lấy còn con nè, đẹp không? Cánh dơi nè. Hồi nãy ai chưa lấy con này thì giờ lấy nè. Giá 60 đến 78 kg nè, dễ thương lắm mấy chị. Chốt giùm em là mã cà phê nút đẹp ha. Mà em nói mấy chị về cầm cái con áo lên đi, mềm mịn mượt và đã. Chốt giùm em là gạch gấu nè, rồi để chốt cho Ni. Để kiếm cho rồi chụp gửi hình qua cho. Dạ. Để gửi hình qua cho Ni nha. Nè, chốt cà phê sữa nút đi nha, có một con thôi. Cà phê sữa nút. Mấy con này không kiếm được đâu. Mỗi mẫu nó có 1 con rồi, nó cho nó có đâu mà kiếm. Mấy con này mà đi kiếm size lớn là không có nè. Làm ơn chốt cái con đỏ công sở nè. Cà phê nút. Làm ơn chốt cái con đỏ công sở nè. Cà phê nút của Ngô Tú Linh nè. Trời ơi, em nói vải nó đỉnh lắm nha. Ở ngoài là nó chốt tay lụa nè. Nó chốt tay nè, mấy chị coi nè. Trời đẹp không? Rồi chốt giùm em con mã đỏ 60 đến 75 kg. Mã đỏ 60 đến 75 kg nha mấy chị. Nè mấy chị thấy nó phối đẹp không? Nó phối đẹp cực kỳ, nó phối đỉnh lắm. 60 đến 75 kg. Rồi đỏ công sở.
Đây Hằng ơi, đẹp không Hằng ơi? Xuất sắc chưa Hằng? Rồi lên cho em một cái mã ngôi sao đi. Chốt giùm em mã ngôi sao ha. Rồi mã ngôi sao 60-82kg có một con thôi. Mã ngôi sao. Lên cho mấy chị một mã công sở đá. Mã này là hàng Quảng Châu, hàng mà An Đông vô một cái xỉ 250 rồi. Đẹp không? 60-83kg cổ tim mã đá. 60-83kg mấy chị, cổ tim mã đá 60-83kg. Có trịnh vàng, có trịnh vàng. Chút nữa tối live xong á, trịnh vàng mới Yên gửi mẫu giày qua, Yên gửi mẫu giày nhà Yên cho. Đa số là mẫu giày nhà Yên, đa số 50% là nó có tới size 42-43 rồi. Đế thấp đế cũng cỡ 3-4 con mà dễ thương đó. Con lấy được hai con, cái con mã ngôi sao em được hai con. Nè mã ngôi sao mặt rin dễ thương lắm nha. Mã ngôi sao mặt rin lên cực kỳ đẹp luôn. Mã ngôi sao mấy chị mặt rin lên đẹp đỉnh lắm. Nè mã nãy giờ giấu nè. Nãy giờ giấu mã này nè. Chốt giùm em mã sọc trắng đen. Đẹp lắm. Em nói mấy chị là lên mê luôn nè. 60-82kg đẹp không? Ôi lên mê luôn mấy chị. Chốt giùm em mã sọc 160.000 mã sọc 60-82kg sọc trắng đen. 160.000 nha mấy chị, sọc trắng đen. Đây dít dắt nâu nè. Hồi nãy mấy chị lấy dít dắt trắng, dít dắt đen thì đây là dít dắt nâu. Đẹp không quý vị? Đẹp ha. Đẹp mà cá tính ha. Rồi dít dắt nâu. Chị phải nhắn tin cho em, chứ em đâu có biết Zalo chị là cái gì chị. Rồi Thúy Nguyễn Thị. Con nói em định cắt đó chị Thúy. Mà con nói chị mặc hàng ngày cũng được. Mà chị mặc cái chân váy quần nó cũng đẹp. Mà mặc cái quần tay, quần jean gì cũng đẹp á. Nè chị Thúy lấy cái con nâu rồi nè. Dứt dắt nâu đổ thì Thu Thủy. Đổ thì Thu Thủy, con này đã lắm nha. Con này xinh quá trời luôn. Dứt dắt nâu của Đổ thì Thu Thủy nè. Mã này là mã áo khoác cho mẹ nè mấy chị. 50-70kg dít dắt. Chốt giùm em khoác hoa. Khoác hoa. Dạ. Ôi mấy con này về mê lắm em nói thiệt. Tại vì em không có nhiều mẫu, mỗi mẫu nó có một cái hai cái vậy em không mặc lên, nó mặc lên ghiền lắm. Chốt giùm em mã lưới xám. Em lấy màu chủ đạo là mã lưới xám nha. Mã lưới xám 60-88kg mã lưới xám. Ai chốt mã lưới xám chốt lên giúp giùm em. Em lên cho mấy chị một cái mã cổ tim ren. Chốt giùm em mã cổ tim ren tay hoa nè. Chốt giùm em áo tay hoa 60-70kg áo tay hoa. Zalo là nó phải sọc ra tên làm sao em biết được. Mấy chị có nhắn tin em mới gửi hình được. Còn mấy chị không nhắn tin em không gửi hình được đâu. Dạ lưới xám của chị sao mai. Lưới xám của chị sao mai. Ví dụ như mấy chị biết em chứ em sao biết được mà được 27.000 chị được. Nè cái con mã này mấy chị em yêu cầu mấy chị nên lấy nè. Mã áo có cổ đẹp không? 60-82-83kg mấy chị coi vải nè. Cái con len này nó vải nó đã 60-83-84kg cũng vừa. 60-80-83kg nha mấy chị. Chốt giùm em là sọc xanh có cổ. Sọc xanh có cổ mấy chị, có một con rồi nha. Rồi lên nha mấy chị một cái con, hồi nãy em có cái mã hồng đẹp đó. Cái mã hồng chị kia xả nè. Mấy chị coi mã hồng nè, đi kiếm cái con len này không có đâu. Nè, đi kiếm cái con len này không bao giờ có, đẹp không? Chốt giùm em mã hồng 60-88kg mã hồng, đẹp ha. Chốt giùm em hồng phối trắng. Mấy chị không mặc con này chị Thúy ơi, không mặc con này em mặc đó chị Thúy à. Tổng xanh có cổ của chị thu hồi 180. Nói không nó cũng đau cái bụng được á. Lên cho mấy chị sọc đỏ chiếc lá. Mã hồng của chị Cao Kim Phượng. Cao Kim Phượng mã hồng. Dạ khách lấy rồi chị Hiền. Em lên cho mấy chị một con caro, một con sọc đỏ chiếc lá nha. Sọc đỏ chiếc lá 60-80kg sọc đỏ chiếc lá.
Đây, đây là cái mã dít dắt. Hồi nãy là có dít dắt nâu đúng không? Thì đây là dít dắt đen nè. Đó, đẹp chưa? Dít dắt đen 60-85kg. Dít dắt đen. Dạ không, có cổ khách lấy rồi. Dít dắt đen. Em là chuyên gia em mặc mấy cái con đầm vải này nè chị Cam Kim Phượng. Ý Yên là chuyên gia mặc mấy con đầm là vải này nè chị Cao Kim Phượng. Lấy con này nè, coi tay nè chị Phượng. Trời má ơi, coi tay nè. Trời ơi, coi ren nè. Rồi chốt giúp cho em mã đen ren. Đẹp ha. Đen ren 60-83kg đen ren. Trời ơi, coi tay nè. Dạ, dít dắt đen của chị Yên Phi nè. Yên Phi dít dắt đen. Trời ơi, làm ơn hút cái con này giùm em nha. Kẻo lỡ. Lưới đen. Dạ, đen ren của chị Thảo Ly nè. Đen ren của chị Thảo Ly. Ủa giờ con Kelly, Kelly nó cũng không lấy hàng luôn hả ta? Rồi, để nhắc nó cái này. Để má ơi. Dạ, đen ren khách lái đây. Chốt giùm em dít dắt trắng. Em lấy cái nền này là à, nền dít dắt trắng thì em lấy nền trắng nha. Rồi, dít dắt trắng 60-85-87kg dít dắt trắng. Mấy con này mấy chị mặc sọt. Đi chơi Tết đã lắm. Có mấy con này nè. À, đen ren khách máy rồi chị Phương Huyền với chị Lê Quỳnh ơi. Chốt giùm em dít dắt trắng. Dít dắt trắng em hiện giờ đang có hai con. Dít dắt trắng. Lên cho mấy chị một mã khóc nâu nè. Coi mấy chị coi khóc nâu nè. Mấy chị coi nè vải nè. Nó không phải con khóc đâu mà nó là một con áo cánh dơi, phơm cánh dơi. Mà len mỏng mềm mà mịn lắm. Rồi lên cho mấy chị một con cánh dơi 60-85kg. Đẹp ha, phơm đẹp ghê. Phơm đẹp xuất sắc luôn á. 60-85kg cho nó khỏi căng nút nha. Mấy con này một là mấy chị mặc cái áo ống ở trong, hoặc là áo dây ở trong gì cũng được hết ra. Biết rồi, em nói là để khi nào mua đồ em trừ ra cái con lưới xanh em lấy tiền và em lấy hàng và chị báo giá giùm em luôn đi. Cánh dơi của chị Như Ánh à, dít, cánh dơi của Như Ánh Dương. Như Ánh Dương trước nha, bay coi lộn á. Đọc lên đi. Như Ánh Dương 108. Rồi dít dắt của chị Huỳnh Nhi nè, dít dắt trắng của chị Huỳnh Nhi nè. Anh Phước ơi, đứng dậy lên nước cho em anh Phước. Huỳnh Nhi 108. Em lên cho mấy chị một con công sở nâu nha. Công sở màu bò. Thôi đưa cái nước cũ ông, đưa cái nước khác em. Bắt nó qua. Rồi ông hút rồi. Nãy ai hỏi con chị nữa. Đây đây đây. Mấy con chữ hả? Đây đây. Của chú Nguyễn Thị. Nè đây đây. Đừng mở. Rồi chữ hát hồi nãy của ai? Chú Nguyễn Thị. Bạn thấy Nguyễn Thị không? Còn cái chị kia là lấy gạch lóng. Rồi chữ hát của Thúy Nguyễn Thị. Rồi em lên cho mấy chị một mã công sở nâu nè. Chữ hát còn một con nha. Rồi lên cho mấy chị mã công sở nâu xin không. Trời ơi, nhưng mà con này 60-77-78kg thôi. Đẹp ha. Chị Tương Anh Võ ơi, em nói chị lên mông ca ghi đúng đẹp luôn. Chốt giùm em mã nâu công sở. Mã bò công sở chứ không phải mã nâu. Mã bò công sở. Nè con này lưới xanh đen nè. Em lấy màu này làm chủ nền nha. Rồi lưới xanh đen. Lưới xanh đen nè mấy chị, con này mặc sọt đẹp lắm. Lưới xanh đen. Trời con công sở đẹp mấy chị em lấy. Chốt cho mẹ em mã áo hoa. Mã áo hoa này là hàng ăn đông nè. Mã áo hoa này 180-83-84kg ha. Chốt giúp giùm em mã áo hoa đã không. Mã áo hoa kèm số ký. Chấm chấm lên giùm em đây mấy chị. Chốt giùm em là mã con cọp. Mã cọp 60-82kg. Mã cọp, mã rêu cọp. Lưới xanh đen của chị Hiếu Trúc. Lưới xanh đen của chị Hiếu Trúc. Em lên cho mấy chị một mã ren xám nè. Coi nè. Trời ơi xuất sắc không mấy chị. Hiếu Trúc một cái xuất sắc không. Trời ơi con này vải mê đê mê lắm mấy chị ơi. Con này vải đê mê lắm. Con này size 60-80kg nè, con này vải mê lắm chị Trúc ơi. Chị Cao Kim Phượng ơi nè. Đẹp không chị? Xuất sắc không mấy chị? Chốt giùm em là mã
Mã ren à. Mã ren nâu ơi. Chốt giúp giùm em mã ren nâu. Nè gu của em nè. Gu của em nè mấy chị. Đây là gu của Yên nè. Dạo này mê cái gu nhẹ nhàng lắm. Có đầm ngủ 2 giây mã ren nâu. Đi cái bao đầm ngủ mà bữa trăm sáu còn 4-5 cái nhớ không? Chị hay mặc á. Rồi thu hồi nè. Rồi chốt giùm em mã trắng. Con này là size 65-90kg. Chốt giùm em là khóc trắng lên dệt ra khóc trắng. Chốt giùm em khóc trắng. Khóc trắng size 65-90kg khóc trắng. Lên cho mấy chị một cái mã. Mã này là mã hồng ruốc ha. Mã hồng ruốc cổ chữ V. Mã hồng ruốc cổ tròn nhưng mà em chữ V. Con này 60-77kg. Chốt giùm em hồng ruốc chữ V. Hồng ruốc chữ V. Lên cho mấy chị một con mã công sở xanh ngọc bi. Lên cho mấy chị một mã công sở xanh ngọc bi. Xuất sắc không? Rồi con này 60-77kg nha. Khóc trắng của ai? Rồi khóc trắng của chị Hiếu Trúc. Hồng ruốc của chị Thu Ai ăn độc nha. Còn được mấy con nè? 60-100kg hết Trang ơi. Mấy con này là chị Yên mỗi mẫu đều có 1 con hết trơn, ở 60-100kg, 160.000 con. Thu An hồng ruốc xanh tím. Chốt giùm em là nền xanh hoa đỏ. Còn mấy màu đi. Chốt giùm em là hoa nhẹ nhàng, hình như bữa còn con cúc đen hả? Chốt giùm em là hoa nhẹ nhàng cúc free size 60-100kg nha. Con này là hoa nhẹ nhàng nè. Rồi hoa nhẹ nhàng. Rồi chốt giùm em con đầm cúc đen, 160.000 một đầm. Không biết có anh Nan Nguyễn ở đây, bữa nay đầm đá có tay về đó mấy chị. Đó em còn 3 mẫu đó. Dạ xanh ngọc của chị Nguyễn Lam công sở dưới 77kg. Lấy hoa nhẹ nhàng đi Ti, cúc đen với hoa nhẹ nhàng. Cái con nền xanh hoa đỏ em mặc nó trắng lắm. Tại vì chị là mẫu nào cũng có hết, tại hay mặc nhà mẫu nó. Rồi cúc đen với hoa nhẹ nhàng cúc Phan Trang nè. Nguyễn Lam xanh ngọc chưa? Rồi hai đầm này của chị Phan Trang nè. 160 cũng 160. Tem đầm đá có tay. Đợi chút ơi chị Trang. Bớt cái lô này cái hả? Bớt cái lô này cái vô lô đó mê. Ti qua đây ngủ Ti ơi. Chị sợ trời mưa quá Ti. Má nó còn sợ hơn bà nữa. Sợ vô qua bển nó núp vô nách bà đó. Chứ không phải bà núp vô nách nó đâu. Không ấy bà riêng phước qua bển đi được không? 24 được không? Bao lông nách đầy luôn. Thiệt. Tôi nói thiệt có bao luôn nha. Em lên cho mấy chị một con có cổ nha. Này con này hồi nãy nó có màu xanh đen, giờ nó có màu đỏ nè. Trời nó phối đẹp không mấy chị? Nó phối đẹp và rồi 60, nhưng mà mã này size hơi nhỏ, 60-75kg mã này thôi. 60-75kg mã đỏ caro. Anh Tư ra rút giùm em ba cái đầm size L 3 màu. Thiệt bao lông nách đầy. Mấy chị ơi làm ơn làm phước hút cái con vàng nè. Lên mỏng là đã lắm. Trời ơi xinh lắm chị Siri Ngô ơi. Rồi chốt giùm em 60-71kg mã vàng sọc. 60-71kg. 60-71kg má đi. Đây đây phụ anh đây. Gì vậy mưa hả? Mưa nhiễu hả? Trời mưa xuống làm em hết hồn rồi. Kiểm tra thử cái lồn còn nguyên không nha. Kiểm tra giờ những cái nha. Áo vàng. Sọc vàng hả chị ha? Sọc vàng nếu mà con này dưới 71kg là chị Hiếu Trúc vừa không? Chị Hiếu Trúc nhiêu ký vậy? 78kg. Con này dưới 71kg à. Ủa nãy giờ bỏ đâu mà nó ướt vậy? Nhiễu hả? Tạc ba cái bụi bụi á mà. Nè nè, nãy là xanh bơ nè, ai chưa có xanh bơ thì làm ơn chốt đi, chứ nó mô đen và nó dễ thương cực kỳ luôn. Con này mà mặc cái chân váy quần lên là chết ngắt luôn. Chưa có chân váy quần thì nói em. Con này dưới 82-83kg ha, chốt giùm em xanh bơ. Chốt giùm em xanh bơ.
Bảy ơi, bóp chú bà Duyên giùm em cái, mẹ ngứa, mày rảnh. Ông bóp hoài, ông ớn rồi thiệt. Đừng nói bóp nữa. Rồi lên cho em mã lưới. Mã lưới xanh lá cây. Ông ấy mày kêu Bảy ơi, bóp chú em cái nghe còn có được á. Bây giờ ông ớn chú rồi tới thấy mẹ luôn rồi. Đó, câu đó nghe được không biết. Đó, nghe chưa? Dạ, xanh bơ của chị Thu Hồi. Xanh bơ của chị Thu Hồi. Em lên cho mấy chị, hồi nãy có con khóc xanh ngọc này, nãy ai chốt mà chưa kịp thì giờ chốt lại đi. 60 đến 75 kg mấy chị coi nè, cái vân tay nó làm đồ đẹp lắm. Trời ơi. Em nói mấy chị là 75 kg là nó cũng còn đỡ, 80 kg cũng vừa nữa. Chốt giùm em khóc xanh ngọc. Lưới xanh. Lưới xanh của chị Thu An nè. Lưới xanh của chị Thu An mới in á. Chân váy quần chứ không phải là chân váy chị Thu Hồi. Làm ơn tạo những con chân váy quần để mặc với lại những con len dệt này cực đẹp. Mang giày thể thao ăn Tết. Không có cần gì xe xua đâu nghe mấy chị nha. Không cần xe xua đâu. Nha mấy chị, khóc xanh ngọc của chị Yến Phi in rồi. Dạ, sọc vàng của chị Sibi Ngô nè. Rồi Sibi Ngô sọc vàng in rồi nè. Sibi Ngô chăm tới. Dạ, khóc xanh đó để em in ra Cao Ngọc Huệ, cắt tờ giấy Cao Ngọc Huệ cho chị đi. Chút nữa trên đường đời tấp nập, dặm phải cái gì thì đưa ra cái đó. Tibingo 108 sọc vàng. Á tại Dương vú bên nhỏ bên lớn. Ông mở ra chỉnh không đều cho hai vú đều. Để mày, tao bóp đều nha. Bóp đều mà, ông Phước ông mới công nhận là tối ông ngủ bóp đều mà mày cứ mệt quá tèo ơi. Nè, lên cho mã siêu phẩm nè. Xuất sắc chưa? Trời, chậm má mã đây mà lên trên kia hỏi tụi nó một cái là giá trên mây luôn. Con này tới 90kg cũng vừa. 70 đến 90kg chốt giùm em là sọc. Sọc xẻ tay. Chốt giùm em là sọc xanh bơ. Chốt giùm em sọc xanh bơ con này. Ê, con này đẹp nè. Mà em đèn mơ văng văng. Hôm ấy em tự thưởng em con nghe mấy chị. Ông ấy em tự thưởng em con lưới xanh cổ trắng nha. Ừ, tự thưởng đây. Tập xẻ tay của vợ về mình tập trung mua đồ đi Phèo ơi. Ê, ai size nhỏ 60 đến 70kg. Ê, có con siêu phẩm đá nè. Sọc xanh bơ còn không? Sọc xanh bơ có một con nè. Sọc xanh bơ còn nhiều không Ti đây nè. Đây đây, sọc xanh bơ còn nè. Sọc xanh bơ của chị Tuyết Nguyễn nè. Rồi kiếm mấy con sọc xanh bơ này lên này. Rồi sọc xanh bơ của chế Nhung Trương nè, in rồi đó. Còn sọc xanh bơ ông Ti kiểm tra. Kiểm tra. Rồi sọc xanh bơ của chị Ngô Tú Linh nè. Cứ in ra đây, in ra đây. In ra của, rồi mà có chút nữa có sau nha. Chị Thu An lấy con áo của em hả? Dễ thương quá à. Ồ, dễ thương lắm chị An ơi, dễ thương lắm luôn á. Nè Thu An nè. Có chị Trang ngồi lại đây lựa đi Trang ơi, ngồi đây lựa em đổi đồ cho. Nha. Thu An nè. Em có một con chữ H còn sót nè mấy chị. Em có một con chữ H. Nè em có một con chữ H hàng An Đông nè, trời ơi em nói đã lắm, nó không phải là len mà nó vải gì đã lắm. Chú giùm em chữ H 60 đến 82 83 kg nha. Chữ hát. Chị nào chốt chữ hát, chốt giùm em chữ hát. Đây nè. Chị Yên ơi, có 5 cái áo đen của em không? Không, con đó không có, con đó hồi bữa ở trên kho nó có size 101kg không à. Chữ hát của chị Như Thọ, Như Ánh Dương nè, in này đó. Ừ, gấu màu gì vậy? Dạ, em còn một con gấu xanh lá cây nè. Ai chưa chốt gấu xanh lá cây chốt giùm em, dễ thương không? Rồi chốt giùm em gấu xanh lá cây 60 đến 82kg. Áo chữ H còn không Ti? Nãy chị thấy áo chữ H còn nhiều. Kiểm tra đi, kiểm tra đây. Ừ, rồi một con mới bán rồi đó. Còn con nữa đâu, kiểm tra đi. Đây đây đây. Rồi một áo chữ H 108. Áo chữ H của chị Hằng Vũ. Coi chị Hằng Vũ khách cũ hay khách mới. Chị Hằng Vũ khách cũ đừng cho số điện thoại lên nữa chị. 108 chị Nguyễn Hằng ơi. 108 nha chị Hằng. Dấu. Hồi nãy bán con rồi đó nè. Học. Mà mấy chị coi len nè.
Ôi sọc xanh có cổ nè, đẹp không? Đẹp chưa? Mọi mấy con này mà mặc chân váy, mặc sọc ring, mặc chân váy ring cũng đẹp nữa. Chị Thu Hoài muốn coi chân váy quần giống như mấy con chân váy quần mà em hay may xích bộ đó. Đó, chị Thu Hoài muốn coi không? Nhưng mà nó may bằng vải đuổi. Chốt giùm em con sọc xanh có cổ 60-83-84 kg. Sọc xanh có cổ nha. Ai chốt sọc xanh có cổ chốt lên giúp giùm em. À, em có một con lưới 7 màu nè. Lưới xanh đen. Đẹp không? Rồi chốt giùm em lưới xanh đen 60-88 kg lưới xanh đen. Rồi chốt chữ hơi cho chị Hằng rồi. 180 lên cho mấy chị một con hồng ruốc phối đen. Hồng ruốc phối đen 60-70 kg thôi nha. Hồng ruốc phối đen. Em lên cho mấy chị một cái mã xanh bơ phối, mã xanh bơ phối trái tim 60-82 kg xanh bơ phối trái tim. Em lên cho mấy chị một con lưới size 100 kg. Lưới 90-100 kg. Đẹp không mấy chị? Lưới trắng đen 100 kg. À vậy chị có rồi, dạ đúng rồi chị, hồng ruốc nè. Hồng ruốc phối đen hả chị Hằng Vũ? Con này thì còn cỡ dưới 70 kg thôi nha. Nè. Lên cho con mã dành lộn cho những chị size lớn nè. 90-100 kg nè, đẹp không? Bà nậu cha nó ở dưới đây nó còn gài cái hoa nữa chứ. Trời ơi, chị Ngọc Dưỡng đâu rồi? Chị Hằng gì đó đâu rồi? Lưới xanh này hả? Không phải rộng đâu, nó không có rộng. Cái phơm nó không có rộng, cái phơm này mặc á. Nói thiệt, cái phơm này mặc 50 kg cũng được nha. Nói thiệt lòng mà chị Trang. Nè, cái con lưới xanh gấu đẹp lắm. Còn mất con đen rồi, trời ơi má ơi. Đã áo đen đã đẹp rồi mà còn thun gân nữa ha. Còn lưới gân nữa chứ. Nhưng mà size bự. Cổ trắng này size bự nha, 90-100 kg đẹp ha. Vợ phèo. Đọc ký rõ nha nè. Vợ phèo 108. Nè chốt giùm em con áo trái tim đi. Áo ngôi sao đi mấy chị. Đẹp lắm. Áo ngôi sao nè. Chị nào chốt lưới ngôi sao, chốt giùm em lưới ngôi sao. Đẹp ha mấy chị ha. 60-82 kg lưới ngôi sao. Mấy con đó là chị không thể nào mặc phơm ôm được, chị phải mặc phơm càng rộng nó càng đẹp chị Trang. Chị mặc cái con đó mà phơm ôm vô một cái nó xấu quắc cái áo luôn. Lên cho mấy chị một con len mông kagi. Lên cho mấy chị một con len mông kagi nâu xanh. Nhưng mà con này size bự nha, con này size 90 kg, 80-90 kg. Dạ sọc xanh có cổ của chị Ngân Lê. Ngân Lê sọc xanh có cổ. Cái con đây là phơm mặt càng rộng nó càng đẹp càng bụi nha, nhất là mặt chiếc sọt. Rồi Trang Nguyễn hốt. Con này size 70-90 kg nè, chốt giùm em cổ tim nâu. Chốt giùm em cổ tim nâu con này nha. Con này là cổ tim nâu nè mấy chị. Cổ tim nâu. Em lên cho mấy chị một cái con công sở caro. Caro màu gì ta, caro màu gạch hả? Rồi caro màu gạch đi. Công sở màu gạch, công sở caro gạch mấy chị. Công sở caro gạch. Chốt giùm em công sở caro gạch 65-82 kg. Công sở caro gạch. Tì tì lấy ba con đầm mới đưa vô kia làm dùm lên ba cái móc đi. Để like cho mấy chị thấy luôn. Rồi em lên cho mấy chị một con đỏ giống như cái con đen hồi nãy đen lưới. Mấy chị coi cái tay nó nè. Nó làm cái tay đẹp lắm, em nói thiệt, nó đen lưới nè. Trời ơi cái tay đó làm cái vân đẹp lắm nha mấy chị. Rồi đỏ lưới, bây giờ đó là đỏ lưới. Rồi đỏ lưới là khoảng cỡ 60-80 kg đỏ lưới nha. Caro của phở bò phèo. Đỏ lưới. Công sở caro gạch. Có công sở caro gạch còn. Anh Tư Tư nhìn nhìn trong đống này coi thử có giống con nào giống vậy. Từ từ bỏ vô. Đây nè chị, đây nè chị Linh ơi, có rồi. Chị Linh lấy mã này được không? Mã bò, mã bò công sở được không chị Linh? Chị Linh ơi lấy mã bò công sở được không? Mã caro gạch đó hết rồi. Mã bò công sở nè chị. Bò công sở. Chốt giùm em bò công sở rồi đây. Nè lên ba mã đầm nè.
lên ba mã đầm nha mấy chị, 300.000 con nha. Trời ơi, hôm nay là mấy chị chết ngắt, chết ngư, chết không có lối thoát. Bò công sở của chế Phương Hiền, nãy giờ chế Phương Hiền còn chút sâu không? Em nói thiệt, hôm nay em lên ba mã đầm, một mẫu, một kiểu mà ba màu cho mấy chị ăn Tết nè. Đó, xinh chưa? Trời ơi, xinh chưa? Đòi đòi có tay là có tay liền. Màu đen nè, có size 60 đến 100kg rồi, đọc size đi chị. Size là 60 đến 70. Màu trắng nè, tất cả là đá tay nha. 80 đến 90, đá tay là 90 đến 100 nha mấy chị. Trời ơi, mấy chị thấy xinh không? Dơ mã đỏ thì đứng dơ mã đỏ bằng tay khỏi tầm mắt. Lên mấy chị con mụn nè. Trời ơi, mã trắng nè. Rồi, mã đỏ nè, chết ngắt chưa? Trời ơi là trời. Thường lên không, lên này nó không ngắn. Nãy giờ chưa thấy mã ngắn nha. Nãy giờ có đúng cái mã 90 đến 100kg mà caro mà mã sọc lưới trắng đen là hơi ngắn tí thôi, hơi ngắn để mặc với sọc thôi. Mũ đam đi chị phải không? Ba màu. Ba màu là nghe chị phải không? Vải co giãn cực kỳ đẹp. 60 đến 70kg. Ti mặc áo đỏ cho chị coi, bà đừng có thắt nó. Mặc chấm mua không? Mặc mua thì mặc, không mua không mặc. Vải co giãn hết đó chị Hằng. Chị Hằng ơi, vải co giãn đã lắm chị Hằng. Chị Hằng biết vải nhà em rồi mà. Vải co giãn đã lắm chị ơi. Mã đen nè, mã trắng nè, mã đỏ nè. Chị Hù lộn ngư rồi. Đây, mã đen nè, tay phòng đẹp lắm. Rồi, mã trắng nè. Ôi đất ơi, mã trắng mày mặc XL cho mày lấy L mặc ở đây. Nó đang mặc á mấy chị, chết rồi, mặc lên cái đầm hết muốn mua luôn. Chết đụ mẹ, nó là đỏ gì? Đó, nó đỏ như hình luôn á chị, nó đỏ như hình luôn, giống hình 100%. Đó phèo, nè, quỷ mẫu á, chết rồi. Đó mấy chị, đầm này nè, nói chung là form tay đồ đẹp lắm, xinh nha. Đòi hỏi có tay, may có tay liền mà, may ba màu luôn cho mấy chị. À, mặc Mary chịch mệt nha. May nó canh chẹp ăn cơm nha mấy chị. À, con quỷ phèo nha, không mua mà giỏi, không mua đi nha. Không mua đi mà thấy cái cảnh. Không mua đi, thấy cái cảnh. Mua chị Phèo ơi. Dạ, 300.000 một đầm. Bán 290 đi. 290 một đầm. 290.000 nha mấy chị. Tất cả là nó cái từ size từ 60 đến 100kg nha mấy chị ơi. 60 đến 100kg 290.000. Ai chốt chưa tì? Chưa đâu, chị Phèo phải nói thì thôi không được. Không được, tao cũng thấy không ổn. Được. Ừ. Chưa làm đen được, ai chứ làm đen được. Ừ. 6-7kg đó. Cảm ơn chị Đinh Thị Kiều nè. Rồi đầm đen size L nè, anh Tư bỏ vô 290. Kéo con kêu nó, quay quay lồn kéo con kêu cho nó rồi. Trời ơi, lên phơm trống quá, không mua, mất dạy dễ sợ. Thú vị không? Đầm đá dây à, đầm đá dây đổi lấy, còn đầm kéo tay được không? Chị ú lấy cái gì, nói lại đi Trang ơi. Nói lại đi Trang. Dạ lấy cái đầm đen size 2 cho Hoàng Nguyễn Thị đi anh ơi. Đẹp mà không thích nơ, nhưng mà nơ đá chị. Tại vì con đầm này chủ đạo nó là cái nơ đó chị Hiền. Còn chị Hiền muốn cái mẫu dúng dày mà không có nơ thì nó sẽ có những mẫu khác hả chị. Còn đợt này là về chủ yếu là chị coi đất đá nè. Đá chứ không phải là, chứ không phải mua con nơ ở trên chợ về gắn. Con này đá kết tay chị. Con này hầu như là đá kết tay hết nha. Màu đỏ, màu trắng với màu đen nha mấy chị. Lấy đầm nè, đầm đen 2 của Hoàng Nguyễn Thị. Rồi 290 của Hoàng Nguyễn Thị nè. Lêu lêu cái đứa mặc đầm mà còn con cu không thiến không? Mua ơi, thiến không? Quỷ cái không mua mà ghẹ hoài, quỷ sứ âm minh à, tụi tao nói thí tụ đang đi. Nó không có ông cu, tin ông kêu dạch ra cho coi. Khuya. Bớt dư mè. Chị Đinh Thị Kiều có nhắn tin cho chị vô cho em, chị địa chỉ số gọi cho Đinh Thị Kiều ơi. Mặc áo trắng coi tay dễ dầu. Mua chị Kiều. Cho em coi đầm sọc treo phía sau là đầm nào chị? Cái con sọc lá đó hả chị Hiếu Trúc? Cái con nãy giờ con bé mẫu nó đang like túi sách bên kia rồi. Cái con này là hàng Việt Nam xuất khẩu chị, 250.000. Con này vải đẹp lắm chị Hiếu Trúc. Con này mà chị Hiếu Trúc lấy size XL. Size XL là mặc bà cùng size với em. Con này để dành đi tiệc chị, sang lắm nè. Đẹp không, cánh dơi mà nó làm cái bo tay đẹp lắm. Mấy chị thích thì em mặc nha. Em mặc cũng không thua thì con mẫu đâu. Con này sọc vàng nè mấy chị, dưới 70kg nha.
lưới à, con này là dưới 72 kg, con này chốt giùm em sọc vàng nè ha. À, đầm dây đá đổi sang à, tại chị Trang có một con đầm dây đá không, đầm dây đá dây đổi sang đầm đỏ được không chị Út? Coi thử chị Trang có đầm dây đá ngoài đó không, Trang Nguyễn á, anh Phước. Anh nói đi kìa, cái gì em? Đầm dây đá hồi bữa rồi đổi đi, lấy cho em con đầm màu đỏ XL, đầm đỏ XL đổi cho chị Trang Nguyễn. Rồi thôi tính chị Trang Nguyễn 28, khỏi sửa đi, khỏi lộn điêu. Em có con đầm dây đá nữa, chị nào thích dây đá cho em. Cho chị đầm nâu đi, dạ đầm nâu sấy XL của Nguyễn Thánh Linh, coi thử sao gì. Đây nè. Trời ơi, đầm này hàng Việt Nam xuất khẩu đẹp lắm chị Linh, mặc vô mê lắm, vải nó đẹp. Rồi 250 của Nguyễn Khánh Linh nè. Mặc áo đen nơi chị mua ti dễ giàu. À, 78 kg, Yên lấy đầm đó được không? Dạ được chị Hiếu Trúc. Lấy đi chị ơi, số lượng ít lắm nha. Cái này 250 ngàn đầm của chị Nguyễn Khánh Linh. À, áo len 180 nha. Dạ chị Nu Phùng lấy đầm 250 lôi mấy con nào lại lên chị. Nô chị Nu Phùng 250 mới in xong á. Đưa đưa chị coi size nha. Rồi lấy một con nữa. Rồi, rồi Nu Phùng nè. Rồi lấy một con nữa là của chị Nu Phùng 250. Đúng rồi. Lấy con nữa của chị Hiếu Trúc, đủ rồi đủ rồi. Phải XL này hay XL tay ơi, kiếm con XL đi. Thôi con treo lại gì? Thôi thôi thử, thử thử quần xì để chị mua tay ơi, quỷ sứ thiệt đó chứ. Hiếu Trúc 250. Dạ. Rồi lấy con đầm đỏ bay cho chị Hàng Tròn. Đầm đỏ 290 đó. Đầm đỏ 290. Em có một con áo que cót nè, XL. Lấy con đầm đỏ bay cho chị Hàng Tròn, quay lại nó hỏi XL. Em có một con áo 100 ngàn nè, con này vợ Phèo thích nè. Cái dòng áo 100 ngàn hồi bữa mua đó. Mà ở sau là thun, ở trước là von đã lắm. Rồi size này là size dưới 83, 84, 85 kg. Chốt giùm em áo cổ tim 100 ngàn. Áo cổ tim 100 ngàn. Mùng 1 mặc cái con đầm đỏ đi ngồi chặn hãng quýnh xì xì dách. Đi lắc phô mai, ủa lộn gì, lắc phô mai. Lắc gì anh? Ủa, không, lắc tài xỉu, lắc sóc dĩa cho em. Hàng Tròn nè, 290 của Hàng Tròn. Dạ mặc đi mấy chị, không sao hết trơn hết trọi nha. Mặc đi rồi đi mùng 1 ngồi chặn hãng sóc dĩa cho em. Đó đây, sóc có đâu ăn có đó nha. Còn ăn cái gì thì từ từ nó tính tiếp. Rồi em lên cho mấy chị một con mã rêu xanh nè. Rồi mã rêu hoa xanh, chốt chiếc giùm em mã rêu hoa xanh 60 đến 75 kg. Mã rêu hoa xanh. Rồi em lên cho mấy chị một con mã 7 màu. Dạ áo áo đỏ. Áo đỏ của chị Cao Kim Phượng, con này hả chị Phượng, 100 ngàn của chị Cao Kim Phượng nè. Rồi lên tiếp cho mấy chị một cái con sọc 7 màu nha. Sọc 7 màu này size này còn nhỏ à, 60 đến 65 kg à. Dạ lên cho mấy chị một con xanh đầm thắm. Chốt giùm em xanh đầm thắm nha mấy chị, xanh đầm thắm. Xanh đầm thắm 60 đến 78 kg, xanh đầm thắm. Đây hồi nãy cái mã rớt rớt cổ và rớt vai nè. Hồi nãy của ai còn nhỉ? Còn của ai à Bi? Sọc 60. Ừ. Ngô Tú Linh. Ngô Tú Linh nè, 180 của Ngô Tú Linh nè. Chị bớt rủ đổ căn ngựa chị Ngô để. Ngô Tú Linh 180. Để em làm ăn lành mạnh nha. Chị bớt vụ đi chị Hạnh ơi, nhà em thôn văn hóa mà. Đây, em lên cho mấy chị một con mã sọc đỏ có cổ nha. Con này 60 đến khoảng cỡ 78-80 kg. Sọc đỏ có cổ. Dạ rớt vai hồi nãy chị Phương Hiền có chưa? Kiếm tiếp rớt vai đi nha. Rồi in rớt vai cho Phương Hiền nè, coi thử nếu còn thì để cho chị Phương Hiền. Chị CB Ngô còn ở đây không? Hả? Ờ đúng rồi. Chị CB Ngô ơi, chị còn ở đây không? Đi chị còn ở đây. Chị CB Ngô ơi, chị còn ở đây không? Chị CB Ngô, coi tay nè. Trời má ơi, có cái tay quần, cái tay áo nè. CB Ngô ơi, chế đâu rồi? Hạnh Nguyễn ơi, em đâu rồi? Tay bé. Trời ơi, mỗi tội đẹp mà tay bé. Tay khoảng cỡ 60-62 kg rồi, trời ơi. Ai 60-62 kg? Đầm nâu có sai tôi không? Đầm đó hả chị? Có tay em á, tay em á, nhưng mà nó sẽ phơm ôm lên ở trên, nhưng mà chị vú nhỏ đừng mặc, mấy đứa vú nhỏ đừng mặc đầm đá nha, mấy đứa vú nhỏ. Ê em, ba em rớt đâu vô con quần này mấy chị, chắc bà lùng mặc dừa quá. Trời ơi má, rớt đâu vô con quần hả trời.
Sám dừa anh. Dừa. Ngang có gan tay sám dừa. Má con tôi nó còn núm mà. Trời thì đây nó núm nè. Eo nó nhỏ lắm thì nhỏ xíu. Cái này có bé bi còn bật được. Đen tay phòng của chị Thu An nè. Trời con đen tay phòng đẹp quá. Thu An chân tán. Nè có con quần này đẹp không mấy chị? Rớt tay nè. Nè đen rớt tay của chị Phương Hiền nè. Con này Phương, chị Phương Hiền mặc xinh lắm. Con này con gái em nó vừa mấy chị. Về bển cho mấy đứa nhỏ đứa nào mặc vừa thì mặc. Dạ không vừa. Quần bé xíu à, quần khoảng cỡ 40kg à. Dạ lên cho mấy chị một con sọc nâu nè. Con này giống như con sọc vàng hồi nãy dưới 72kg. À dưới 72kg. Em lên cho mấy chị một con hồng ruốc đá. Lên cho mấy chị một con hồng ruốc đá nè. Dạ hồng ruốc đá 60-77kg hồng ruốc đá. Em lên cho mấy chị một con áo lưới nền trắng. Áo lưới nền trắng em lấy cái nền này là nền chủ đạo nha. Con này 60-88kg. Chốt giùm em là nền trắng. Con nền vàng này, con nền vàng này size lớn luôn nè. 60-76kg nè. Nguyên ngày không chịu sạc đâu. Máy tính nó hết pin mà cứ động trong đó hoài luôn. Cúng trào đờm nhé, đớm nay đẩy qua bà phèo ơi. Em lên cho mấy chị một con sọc trắng đen đỏ nè. Có một con. Cái con này hồi nãy nó có một con. Mà mấy chị coi cái cổ nè. Mấy chị coi cổ áo giúp em nè, xinh không? Quần. Đó. Xinh không mấy chị, con này 60-85kg. Mày thôi lôi quá tay à. Đang comment quần nãy nửa tiếng rồi. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con sọc đỏ đô. Con này 60-88kg nha. À 78kg. 60-78kg nha mấy chị. Chốt giùm em sọc nâu. Chị nào chốt sọc nâu, chốt giùm em sọc nâu. Em lên cho mấy chị một con lưới xanh rút bụng và lộn nè. Hứa luôn. Lưới sọc xanh nè. Đẹp không? Để vậy còn rút bụng nữa chớ bà nậu cha nó thiệt á. Nè. Đẹp không mấy chị? Dạ 60-75kg nha. 60-75kg con lưới sọc xanh. Em lên cho mấy chị một con lưới đỏ dít dắt. Lưới đỏ dít dắt 60-78kg lưới đỏ dít dắt. Con mau lại nè. Lưới xanh của Phương Hiền nè. Phương Hiền khách cũ hay khách mới hả? Cũ. Chị Phương Hiền nè. Nót 70kg của chị Hiền chưa? Rồi nâu là con nào ta? Phương Hiền 18. Chị ông nâu 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 nâu. Hồi nãy giờ em bán mã nâu là mã nào ta? Mã nâu là mã nào mấy chị? Nâu là mã nào chị Hương ơi? Hương ơi, Hương ơi, Hương. Đây phải mã nâu không chị? Chị ơi đây phải mã nâu không chị? À mã nâu công sở hả chị? Hương ơi phải mã nâu công sở không? Hương ơi, Hương ơi, Hương đâu rồi? Mày biết cô chấp là dùng từ gì? Là mấy thằng xỉn mà nó không bao giờ nó nhận mình xỉn á không? À. Nà, nâu dúng sọc vàng. Ủa sọc vàng là con nào ta? À biết rồi, biết rồi. Bé Hạ, bé Hạnh, bữa em còn đây cái gì, hai món nghe bé Hạnh. Đây nè chị Hương. Lâu rồi, không sọc nâu. Rồi sọc nâu của chị Hương nè. Em lên cho mấy chị là một cái con lông chuột cổ trái tim. Trời con này đẹp lắm, con này len đẹp lắm. Lông chuột cổ trái tim 60-80kg la đi chị. Quỷ Hương 108. Em lên cho mấy chị một con cánh dơi. Cánh dơi nha mấy chị. 60-83kg cánh dơi. 60-83kg cánh dơi nha mấy chị ơi. 60-83kg. Cái con này hồi nãy em nói là cái form nó hơi ngắn nè. Nhưng mà thực sự khi mặc mấy chị dài qua rúng cả khúc hết á. Rồi lên giúp giùm em con sọc trắng đen. Sọc trắng đen 90-100kg. Sọc trắng đen 90-100kg mấy chị. Nâu công sở nãy chị Khánh Linh lấy rồi. Dạ chị Phương Hiền cánh dơi nè. Phương Hiền cánh dơi nè.
cái đầu này. Lông chuột của chị Nguyễn Hương nè. Lông chuột của chị Nguyễn Hương. Phải, bữa em nói là em qua lấy, anh mới để em qua. Hồi bữa bà ổng đọc cái gì mà em qua lấy, cho nên mấy lần ổng kêu giao, chị đâu cho giao, chị nói biết hành nó qua, thôi để nó qua. Trời, em gửi em giận anh luôn, có hôm qua anh. Hồi nãy có cái con khoét nách màu xanh bơ, thì đây con khoét nách màu đỏ, đẹp không? Hồi bữa em nói cái gì em qua đó, cái xong rồi chị nói thôi, hành nó nói để qua đó. Có cánh cục để em, cánh cục là cái gì? Nè, chớ cho mấy em sọc đỏ khoét nách. Sọc đỏ khuyết nách nha mấy chị, ai chốt giúp em nha. Đỏ của Phèo nè. Rồi lên cho mấy chị. Mấy chị con em không biết cái len này nó là len gì mà nó mềm tay lắm mấy chị. Không, cánh sen. Hồng cánh sen 60 đến 82 kg. 60 đến 82 kg hồng cánh sen nha mấy chị. Cái con đỏ sọc, còn không? Sọc đỏ đó còn không? Con sọc đỏ rất nát đó đúng không? À. Đỏ em lên cho mấy chị còn một con mã hoa nè, mã hoa đá đẹp ha. Còn mấy con này mấy chị mặc thích lắm, mã hoa đá 60 đến 75 kg, mã hoa đá. Trời cây trăm, cây trăm Hà Nam không phải vô đường 18 đâu, chị qua cây trăm chị ở rồi. Chị qua cây trăm chị ở 2 năm mấy rồi, từ cái đợt em ghé chị tới giờ luôn á. Không, mấy Hạnh qua đây rồi mà, lại mấy Hạnh qua. Hạnh qua đây rồi hả? Qua rồi. Đây. Rồi sọc đỏ. Rồi sọc đỏ đúng rồi nè, của Lan Phạm Ngọc nè. Lan Phạm Ngọc chân tá. Rớt nách sọc vàng. Ai rớt cái nách chốt giùm em, rớt cái nách sọc vàng. Rớt cái nách sọc vàng nha. Mấy con này là hàng Quảng Châu chính gốc luôn. Hàng thao phậu. Thao phậu. Em lên cho mấy chị một con vân độc. Đẹp không? Trời ơi cái này mà mặc lên là em nói y tiêu ô mì tôm luôn á. Nè cái tay nó cũng đẹp này, đúng hàng Quảng Châu luôn ấy. Mấy bà An Đông là đây, bỏ sỉ hàng này không đã 250 nè. Chốt giùm em là áo 7 màu 60 đến 74 kg. Sọc vàng nó phơm rồng á chị, nó phơm từ 60 đến 90 kg cũng vừa, nhưng mà chị mặc được. Chốt giùm em sọc vàng, nhưng mà mẫu này, mấy mẫu này chị kêu kêu đều mặc được hết trơn. Hồi nãy áo chữ D ai giành lộn chốt nè. Nè đi về coi áo chữ D thì thử làm sao, vải sao nha. Nè coi áo chữ D nè. Chết chưa? Áo này chị Nguyễn Khánh Linh mà lấy về mà coi cái form với lại cái tay, cái vải không là chị mê liền. Chốt giùm em áo chữ D 60 đến 83. Chốt giùm em áo chữ D nha mấy chị. Sọc vàng từ từ nó không nói bình thường, nó lâu lâu nó chọt vô một cái tôi bị giật mình là sọc vàng của chị Kiêu Kiêu nè. Kiêu Kiêu 180. Áo chữ D của chị Nguyễn Khánh Linh 108 nè. Ôi ôi. Nè hàng lưới độc nè. Hàng lưới nâu mà hàng độc nè. Lưới nâu đính đá là xuất sắc không? Lưới nâu đính đá 60 đến 70 kg 72 kg cũng vừa lưới nâu. Chị nào chốt lưới nâu 60 đến 70 kg, chốt giùm em lưới nâu. Ngồi đó buồn quá, gỡ hết hộp đá. Tao có buồn quá thì đi qua vợ Phèo thăm chị nha, đi lái Boeing rồi tập đi nha. Chứ không phải ngồi cầm áo lên gỡ hết đá đâu tao. Kiếm iPhone 14 đi. Kiếm gì không xài lên em xài luôn. Em lên cho mấy chị một con khót vàng nhẹ nè. Cái này gu của em. Dạ thông báo với mấy chị là con này gu của em nha. Khót nhẹ hàng ngày mà vải này đã lắm. 60 đến 72 kg. Lưới nâu này chị Nguyễn Khánh Linh đặt cho ai chứ chị là không vừa nha. 60 đến 70 kg nha. Nói rất là rõ luôn á. Lưới nâu. Nguyễn Khánh Linh 180. Ai chốt lưới nâu chốt nè. Ủa kiểm tra giùm hồi nãy của cái chị gì đó, chị Hương gì có cái áo này chưa vậy? Không, chị Nguyễn Hương gì mới đây nè. Mới có bill nè. Chị Nguyễn Hương nhà bạn nằm đã nó mới đây. Có rồi không? Rồi có rồi. Kiểm tra thử, mở nó nè. Lông chuột á. Lông chuột trái tim á. Trời, lông chuột trái tim này vải đỉnh lắm rồi, có rồi. Lông chuột trái tim này vải đỉnh lắm mấy chị ơi, vải đỉnh của đỉnh. Tuy nó ở với chị nó thấy nó khùng nhiều hơn bữa. Đưa nó qua em chị. Mai đóng thùng nha. Mai đóng thùng nha. Lên cho mấy chị một cái mã. Mã phối vàng, mã phối hoa vàng. Đẹp ha mấy chị ha. Rồi mã này 60 đến 80 kg. Mã này giống như mã công sở, dễ thương lắm. Hàng này em nói với mấy chị là lên hàng An Đông, nó nện một phát vô sỉ 250. Còn lẻ nó bán nhiêu kệ mẹ nó em biết. Em lên cho mấy chị một con lưới xanh ngọc nè. Đẹp không? Mà nó có cái vân giống như là nó làm cái vân hoa gì ở trước nữa mấy chị.
Rồi chốt giùm em lưới xanh ngọc 60 đến 70 kg lưới xanh ngọc. Lưới xanh ngọc. Lên cho mấy chị một con mã trắng mông ca ghi chữ M. Mông ca ghi chữ M 60 đến 82 kg. Lên cho mấy chị một con đỏ, một con tím trái tim. Một con tím trái tim. Chốt giùm em tím trái tim 60 đến 77 kg tím trái tim. Em lên cho mấy chị một con trắng. Mấy chị nhìn về bình thường đúng không, nhưng mà nó nè, nó là cái ren này nè. Là nó là cái ren như thế này nè. Dạ con này nó bị, dạ nó có một cái lỗ hở tình yêu rồi, giống như bị dính cộng chỉ. Rồi con này bán mấy chị 100 ngàn, không sao, về dứt một mũi kim thôi. Trắng ren 100 ngàn nha mấy chị ơi. Trắng ren 100 ngàn đẹp lắm. Trắng ren 100 ngàn 60 đến 72 kg. Chị nào về một cộng chỉ thôi nha, còn không để im bình thường. Trắng 60 đến 73 kg. Trắng ren 60 đến 73 kg mấy chị, 100 tiền. Qua ngày em cho nó ăn 3 kg mỡ chứ giờ mẹ. Mấy đứa mộng cũ thuộc lúc. Chứ vậy mẹ. Bà trẻ nó vừa có riết nó thành BD luôn á. Còn em lên cho mấy chị một con áo đá nè. Đẹp không? Rồi. 60 đến 85 kg áo đá, áo đen đá. 60 đến 85 kg. Em lên cho mấy chị một mã lưới xanh lá cây. Mã lưới xanh lá cây, nói chuyện với em đi mấy chị. 60 đến 88 kg lưới xanh lá cây. Em lên cho mấy chị một con lưới hồng ruốc. Lưới hồng ruốc phơm nhỏ tay lửng. Lưới hồng ruốc 60 đến 70 kg lưới hồng ruốc. 60 đến 70 kg lưới hồng ruốc nha mấy chị. Bớt cùng mấy chị. Em lên cho mấy chị một con áo ruốc chiếc lá. Ruốc chiếc lá 60 đến 72 kg ruốc chiếc lá. Ruốc chiếc lá. Áo đá. Trời ơi, áo đá này mà đi ra hàng shop chắc phải 300 mấy chị Thảo. Đã lắm. Đã quá trời luôn chị Thảo. Nguyễn Thị Thu Thảo 180. Rồi lên tiếp cho mấy chị một con đỏ đô. Đỏ đô nha mấy chị. Đỏ không? Đỏ đô túi á. Đỏ đô túi đá. Con này 60 đến khoảng cỡ 82 kg. 60 đến 82 kg đỏ đô đá. À luôn, đỏ đô túi nha mấy chị. Lên cho mấy chị một con xanh ngọc. Xanh ngọc. Xanh ngọc cổ khuyết kiểu ghê, ở trước này full đá nha. Rồi 60 đến 80 kg xanh ngọc có cổ. 60 đến 80 kg xanh ngọc có cổ nha mấy chị. Em lên cho mấy chị một con xanh bơ. Xanh bơ phối trái tim 60 đến 85 kg. Xanh bơ trái tim. Nói thiệt với mấy chị nha, cái con này mấy chị hơi có tuổi chút nên lấy nè. Trời ơi cái vải nó đẹp đỉnh luôn mấy chị. Em không biết cái vải nó là vải gì mà nó đỉnh lắm luôn. Nè coi tay nè. Mấy chị coi tay nè. Phối ren nè. Rồi chốt giùm em đỏ đô 60 đến 85 kg. Đỏ đô 60 đến 85 kg ăn mấy chị ơi. Đỏ đô phối ren. Đỏ đô phối ren. Đỏ đô phối ren nha mấy chị. Xanh ngọc đâu rồi? Rồi xanh ngọc của chị Hiếu Trúc nè. Hiếu Trúc 180. Đỏ đô phối ren. Đây. Người công sở. Dạ công sở 60 đến 85 kg Nguyễn Khánh Linh ơi, lấy con này nè chị Linh ơi. Dưới 83 84 kg là được rồi. Chốt giùm em là đen phối, đen công sở. Chốt dưới giùm em đen công sở mấy chị ơi. Đen công sở. Là lên còn nãy mình khui nãy giờ là mấy cục, mấy bao ạ? Mã 2 cục à. Cái gì? Đã bao rồi. Còn thêm bao nữa đi. Thêm bao nữa. Rồi lên cho mấy chị con mã nè. Mã này năn nỉ mấy chị lấy nè. Trời ơi nó đã lắm mấy chị ơi. Nó đã dữ dằn lắm. Chốt con caro này nè. 65 đến 85 kg nè. Chốt giùm em caro cổ đen. Caro cổ đen 108. Chị nào chốt con caro cổ đen 108 chốt lên giúp giùm em caro cổ đen 108. Chết ơi. Caro cổ đen 108. Em lên cho mấy chị một con xanh loang đá, con này vải mát rồi nha, xanh loang đá. Xanh loang đá 180 60 đến 83 kg. Caro. Caro của Lan Phạm Ngọc nè. Em lên cho mấy chị một con hồng ruốc lá vàng. Em lên cho mấy chị một con hồng ruốc lá vàng 60 đến 82 kg hồng ruốc lá vàng. Cái con này đầu lai có một con nè, có đúng một con. Con này đầu lai có đúng một con, khách lấy là đẹp lắm Lan Phạm Ngọc ơi. Chốt giùm em xanh da trời đẹp không? Con này mặc sọt lên một phát nó nói đi chơi là hơi bị đẹp luôn. 60 đến 77 kg chốt giùm em xanh da trời. Caro cổ đen và khách lấy rồi. Để chúc em kiếm con thù có nè. In con caro cổ đen đổi để riêng nha chị Đỗ Thị Thu Thủy đi. À
đây, cái con này hồi nãy chị Nguyễn Thánh Linh lấy nè, mà hồi nãy em không thấy, giờ mới thấy nè. Hồi nãy chị lấy mỏ nâu, hồi nãy chị chốt cái con caro này nè, đúng không chị Nguyễn Thánh Linh? Chính xác chưa? Nguyễn Thánh Linh nè. Cái mẫu này là hồi đầu like mấy chị dành lộ mà nó có là, nó có kem phối cổ trắng, hồng phối cổ trắng, và đây là xanh bơ phối cổ trắng nè. Mấy chị coi gần của nó nè, mấy chị coi vải của nó, trời ơi nó mịn lắm. Chốt giùm em xanh bơ phối cổ trắng 60-88kg. Hàng hiếm, thông báo hàng hiếm. Lên cho mấy chị một con Mary chịch mệt nè. Lên cho mấy chị một con Mary chịch mệt nè. Con này 60-82kg Mary chịch mệt. Xanh bơ của Ngọc Diễm nè. Mary chịch mệt 180. Con này mặc đẹp nha, tại vì con này em có một con rồi. À, Mary chịch mệt Ngọc Diễm 180. Coi thử xanh bơ có không, còn không Tuy ơi? Dạ bơ trắng. Bơ trắng khách lái, trời bơ trắng cái thung ngon nó đẹp lắm. Để em kiếm coi thử mấy con bơ trắng có không. Hồi nãy là em có con đỏ đô sọc có cổ đúng không? Thì đây con cà phê sữa, cà phê sữa sọc có cổ. Con này đẹp lắm. Con này mấy chị mặc y chang váy quần, mang giày thể thao đẹp lắm. Con này 60-82kg. Xanh mệt là xanh gì? Xanh chịch mệt. Trời đủ mẹ xanh chịch mệt. Chứ xanh mệt chán thiệt á chứ. Sẵn đen là cái gì? Bộ thừa 180. Sẵn đen là cái gì chị ơi? Cái gì sẵn đen á chị Trúc ơi? Nè mấy chị coi con dít dắt nâu nè. Trời ơi nhìn mê ly luôn á mấy chị. Dít dắt nâu nè. Rồi dít dắt nâu 180-83-84kg dít dắt nâu. Sẵn đen. Sẵn đen. Nè sọc vàng hồi nãy ai giật lộn sọc vàng, có sọc vàng nha. Nè sọc vàng nè. Nãy ai thiếu sọc vàng thì nói em nha, sọc vàng. Nè con này còn nè. Ai? À, hồi nãy là Ngọc Diễm xanh bơ đúng không? Rồi tới chế Thu An nè. Thu An xanh bơ, cô thử con xanh bơ này không? Thu An xanh bơ nè. Thu An chăm tấn. Rồi em lên cho mấy chị một cái áo ngôi sao nè. Đẹp quá trời đẹp luôn, áo ngôi sao. Chốt giúp giùm em ngôi sao nè. Ngôi sao 60-83kg ngôi sao. Em lên cho mấy chị một con hoa vân đá. Ôi con này đẹp quá. Mấy chị coi tay của con này nè, xuất sắc không? Ồ coi vải nè. Dạ con này 60-77kg hoa ren. Nè hồi đầu mấy chị giật lộn con này nè, giờ ai chưa lấy thì lấy nè, chữ C. Nhưng mà chữ C này size nhỏ nha, 60-73kg thôi chữ C. Chớ giùm em chữ cờ nha mấy chị. Xanh da trời. Đinh Thị Kiều xanh da trời. Xanh da trời là con lưới phải không chị Đinh Thị Kiều? Đinh Thị Kiều 180. Cho chị coi lại áo ngôi sao xinh lắm chứ ơi. Áo ngôi sao là tao nói em xinh em đứng một mình cũng xinh. Nè em xin em đứng một mình cũng xinh nha mấy chị. Đây mấy chị, em xin em đứng một mình cũng xinh. Ngôi sao là Lan Phạm Ngọc nè. Lấy đi chị Hiếu Trúc ơi, ngôi sao mặc với sọt đỉnh lắm. Lan Phạm Ngọc 180. Có lớn để em là có cái gì vậy? Chị Đinh Thị Kiều phải lên số ký chị em mới nhớ chứ. Chị Gà Ninh Thị Kiều Bình Định phải có số ký em mới biết chứ. Áo ngôi sao còn dưới đây nè. Rồi áo ngôi sao của chị Hiếu Trúc nè. Hiếu Trúc 180. Ủa chị Kiêu Kiêu có cái gì mà 140 vậy? 140 cái quần chưa. Nó dầu quá. Dạ 67kg vừa. C có lớn để em. C không có lớn. Lưu Đinh Thị Kiều chút nha. Rồi chốt giùm em lưới xanh lá cây mấy chị. Rồi mấy con lưới này tí xíu em hốt về mặc cái sọt đi nha. Rồi mấy chị sẽ coi bị phê lòi. Nè cái con mã mà đầu lai em bán nhiều nè mấy chị. Con mã đầu lai em bán có màu xanh bơ nữa nè. Mấy chị coi vải nè, mấy chị coi phơm đi. Ôi chưa chị ấy ra ở chỗ này chị. Bên kia. Bên nhà. Bên sân bay bình thường. Chốt giùm em mã áo lưới hồng ngôi sao.
áo lưới hồng ngôi sao con này chị Lan Thành Ngọc lấy đi, vải vải len đẹp. Ê, mềm lắm. Hồng ngôi sao 60 đến khoảng cỡ dưới 77 kg. 60 đến 77 kg hồng ngôi sao. Chị nào chốt hồng ngôi sao chốt giùm em hồng ngôi sao nha. Vợ phèo nè. Vợ phèo lưới hồng ngôi sao. Vợ phèo 180. Tây kiếm nha, chợ dưới đây nè. Có một con chữ C để coi thử là size lớn. Nè chữ C này lấy cho vợ phèo nè, chữ C này 80 kg nè. Vợ phèo chữ C này size lớn nè. Không, hồng thôi. Đây nè, xanh bơ nè. Nè vợ phèo lấy con này đi. Xanh bơ ngôi sao giống vậy nè. Hồi nãy có cái ngôi sao dưới kia kìa. Vợ phèo giờ gắn vô. Xẻ hồng này cho Lan Phạm Ngọc đi. Hồng ngôi sao cho Lan Phạm Ngọc. Nè vợ phèo lấy con xanh bơ đây nè. Lấy con xanh bơ đây nè vợ phèo. Nó có cái ngôi sao ở bì riêng nè. Nè lấy cho lợ vợ phèo, bỏ cái ngôi sao ở ngoài ra vô bì. Màu này dễ thương không? Mấy chị thấy áo lưới màu này nó đầm không? Rồi áo lưới nè. Chớ giùm em áo lưới xanh đen 60 đến 88 kg áo lưới xanh đen. Hồng ngôi sao. Để chút nữa em coi thử còn không nha chị Nguyên ơi. Nó có nhiều mà ngại lắm chị Nguyên. Em nói với chị Mary chịch mệt đẹp lắm nha. Lưới của chị Như Anh Dương mấy con này mấy chị mặc càng rộng càng đẹp nha. Chị Như Anh Dương rồi, Ngô Thiên Quỳnh nó chạy qua tới đây rồi. Dạ Bill chuyện họ. Rồi em lên cho mấy chị một con xanh đen có cổ vải đẹp không? 60 đến 90 kg. Như Ảnh Dương. Như Ảnh Dương. Nó lộn với Như Thảo Dương. Đù má mày chọt hay á Bi. Nó kéo một cây số luôn mà chọt hay á. Chọt hay. Hảo hán, hảo hán. Trên lưới đen. Để coi thử chút còn lưới xanh đen không nha Hạnh Nguyễn. Rồi in cái lưới xanh đen của chị Hạnh Nguyễn nè. Mấy chế ơi. Trời ơi cái con vải này nó đê mê lắm mấy đứa ơi. Mấy đôi mấy chế không phải mấy đứa lộn rồi. Mấy chế ơi. Con vải hoa xanh đâu, con vải hoa này nó đẹp quá trời luôn. Cho miếng cầu đi. Cho miếng cầu mặc áo này đi. Nhưng mà nó đã lắm mấy chị, cho miếng cầu. Ê, mình mặc áo này xong mình ngồi mình nhai nhõm nhẽm. Gấu của ai nè? Rồi gấu cà phê sữa nãy của ai nè? À, của ai đọc tên? Gấu cà phê sữa, gấu lưới cái gì? Hình Nhi, gạch gấu của Hình Nhi, chị Hình Nhi coi thử khách cũ khách mới vậy. Con này đẹp, lưới đẹp lắm. Còn gấu nữa không? Con này của Nguyễn Khánh Linh nè, 180 trước đây. Coi thử Hình Nhi khách cũ khách mới vậy. À, nãy là bảy là gạch gấu chứ không phải cà phê sữa gấu. Nè, Huỳnh Nhi gạch gấu, Huỳnh Nhi ơi, khạch gạch gấu đúng không chế? Rồi, cà phê sữa gấu nè, xin không? 60 đến 83 kg, trời ơi, con này đỉnh lắm nha, con này mấy chị không mặc, em mặc nha. Con này mấy chị không mặc, gấu cà phê sữa của chế Song Anh nè. Trời ơi, cái Song Anh ở đây giờ mới vô vậy? Ôi, mong coi ghi giờ mà giờ mới vô luôn. Song Anh 180. Rồi, Song Anh 180 nè. Mary chịch mệt con nè. Rồi Mary chịch mệt này á nha. Em nói với mấy chị là Mary chịch mệt này mặc hơi bị đỉnh. Nói thiệt. Cái con Mary chịch mệt này mấy chị về mặc chiếc sọt đi. Rồi mấy chị biết xấu hay đẹp liền à. Hồi nãy em có con áo đen cổ trắng mà công sở đẹp lắm chị Song Anh. Em có con trắng lưới cổ hồng nè. Công sở. Con này khoảng cỡ dưới 70 kg thôi nha. Công sở trắng, chị nào chốt công sở trắng chốt giùm em. Chốt giùm em Mary chịch mệt, con này mặc với sọt đẹp lắm. Dạ nó có cái size em đọc sẵn rồi đó chị Kiều ơi. Chị Hiền ơi. Chị Hiền cứ bình tĩnh tự tin mà mua đi ha. Hôm nay em về ba mẫu nằm đẹp lắm chị Song Anh. Đầm đỏ, đầm trắng và đầm mà. Đổ ra đi. Rồi lên cho mấy chị một con xanh lá cây đá. Đẹp không? Rồi xanh lá cây đá 60 đến 73 kg xanh lá cây đá. Em lên cho mấy chị một cái mã vân này. Mã vân này chị Khánh Linh lấy đi cho em. Vải đẹp lắm. Em không biết nó là vải gì nhưng mà vải rất là đẹp. Cổ tim nè. Chốt giùm em mã bắt vai. Mã lạ nè. Mã rất là lạ. Chị Song Anh ơi hốt con đầm này đi. Chị Song Anh ơi hốt con đầm này đi chị Song Anh. Nghe lời em. Đù mẹ con này chế nào tối hôm nay hốt chế đó trúng mánh một cút.
Dạ 60kg cũng vừa, mà 80kg cũng vừa ha. Có một con đầm duy nhất thôi, mang cái này con với bót, mang với bót là hơi bị đẹp. À, cái áo sọc trắng đen, sao không like má cái áo sọc trắng đen đâu. À cái đó size 100kg. Mã lại là mã dắt dai phải không chị Thu An? 180.000 một con nha. Len mông kari, hello chị Hậu. Mã này size 90 đến 100kg rồi, nhưng mà mã này đẹp lắm, mã này lưới. Đầm của chị Ngọc Diễm nè. Đầm 180 của chị Ngọc, để tao in cho tao bây giờ. Mày in 180.000 của chị Ngọc Diễm. 180.000 của chị Ngọc Diễm, mấy con đó hiếm lắm nè, mấy chị coi lưới xanh đẹp không? À, coi túi nè. Mã lạ còn không? Mông kari có một con à. Trời ơi, chốt giùm em. Chốt giùm em là caro xanh 60 đến 82 kg. 180.000 chị Mỹ Hậu. Caro xanh, chốt giúp giùm em caro xanh 60 đến 82 83 kg. Nè, rớt tay có màu xanh này nè. Hồi nãy giờ ai chưa chốt rớt tay, chốt giùm em mã rớt tay sọc xanh nè. Mã rớt tay sọc xanh 60 đến 90 kg rớt tay sọc xanh. Mã khoác này 100.000 60 đến 72 kg. Sọc trắng đen, sọc trắng đen nó 90 đến 100 kg nha bà nội. Con này mặc đẹp lắm, con này mặc sọt mà cái form thùng thùng đẹp lắm. Vỏ phèo. Con này mã dành lộn nè, hứa luôn. Hứa cái mã này mã dành lộn luôn. Chốt giúp giùm em mã ngọc trai cánh dơi nè. Rồi, ôi. Mấy chị coi cái thùng gân của nó nè. Mấy chị coi vải gân nè, đẹp không? Chốt giùm em mã cà phê sữa. Mã cà phê sữa 60 đến 83 kg. Mã cà phê sữa 60 đến 80 nè, con này mới đẹp nè. Con này về mấy chị coi cái len nó đi nó đã lắm. Con này nè. Cái len đã cực kỳ. Chốt giùm em con caro xanh. Con sọc xanh rất nắp. Và con mã cánh dơi. Trời ơi, mã đẹp lắm luôn á, mã cà phê sữa nè, chị Hiếu Trúc mã đẹp lắm luôn chị Hiếu Trúc. Rồi Hiếu Trúc mới in xong. Em lên cho mấy chị một cái con đen nè. Nè, hồi nãy ai chốt cái con đen ren này nè, chưa chốt kịp nè. Hồi nãy ai chưa chốt con đen ren này, chưa chốt kịp, giờ chốt đi. 60 đến 82 kg đen ren. Caro xanh của Nguyễn Thị Thu Thảo. Chị Thảo giờ coi cái này em nói có đúng không nha. Chị Thảo coi nè, coi cái form áo nè. Chị Thảo giờ coi cái form áo đi rồi biết ý Yên có nói đúng hay không, liền cái túi nè. Rồi Nguyễn Thị Thu Thảo caro xanh 180. Thị Thu Thảo 180. Gì quên này. Rồi chốt giùm em là lưới trắng nha. Em lấy cái mã trên cùng em đọc là lưới trắng à. Trời con này mặc đẹp. Hạnh ơi lấy qua con lưới trắng được không Hạnh? Rồi chốt giùm em lưới trắng. Chị nào chốt lưới trắng 60 đến 88 kg chốt giùm em lưới trắng. Lưới trắng kèm số ký nha mấy chị. Lưới trắng. Má Lai mệt mỏi luôn á. Nè công sở nè chị Linh ơi. Trời ơi em nói thiệt với chị Linh, nói không phải nói nổ. Hồi xưa đi lấy hàng này cho năng đông, những con này em nhập từ 200 tới 280 không. Đây nè, công sở xanh nè. Thiệt sự và con này 60 đến 82 kg nha, chốt giùm em công sở xanh. Phơm hơi cho những chị hơi đứng tuổi tí. Rồi mã này nè mấy chị. Rác hả Tư? Không có bèo. Rồi lên tiếp cho mấy chị một mã công sở áo đá nè. Mã công sở đá nha mấy chị. Mã công sở cổ tim đá. Chị nào chốt mã này thì công chốt lên giúp giùm em. Gì vậy? Công sở xanh của ai ạ? Nguyễn Khánh Linh. Nguyễn Khánh Linh nè. Rồi chốt giùm em con công sở đá. Con công sở đen đen đá nè. Đẹp ha. Nhưng mà con này size bé 60 đến 72 kg thôi. 60 đến 72 kg con công sở đen đá. Chị nào chốt công sở đen đá, chốt giùm em công sở đen đá nha. Con trắng đó em có chưa? Công sở đá. Dạ công sở đá này hả chị Phương Trinh Lê. Con này khoảng cỡ dưới 73, 74 kg thôi. Nhưng mà con này đẹp lắm chị. Ok chưa chị? Con này phải không chị Phương Trinh Lê? Rồi Phương Trinh Lê 180. Phương Trinh Lê 180. Thanh Hương Nguyễn 180. Giống nhau mẹ gì bì. Làm tao hết hồn mày. Ta đứng đây ta không thích rồi. Bây giờ có mấy con chị Hương mới vô hay sao chị Hương? Nguyễn 33 Hà Nội. Chị Hương mới vô phải không chị Hương? Chị này bán bia chắc luôn. Hả? Chị này bán bia chắc luôn. Nè xin không? Trời ơi mấy chị coi nè. Chừng nào có áo dài là em sẽ báo. Hôm nay em ra qua. Hôm nay em về ba mẫu đầm có tay á chị. Mặc mẫu đầm em cưới cũng được nha nè. Chị Hương coi nè. Đẹp không chị Hương? Rồi chốt giùm em mã gì đây ta? Mã
Mã gì? Mã 00 đi. Trời ơi, vải đẹp lắm. 60 đến 75 kg mã 00. Mã 00. Không bị rộng nha chị Phương. Chị Phương mặc mẫu đó không bị rộng nha. Có gì báo em. Mẫu đó chị Phương mặc không bị rộng ha. Phương trình lời rồi, mã đây, mã đá nè. Mã 00. Ai chốt mã 00 chốt giùm em. Mã 00 của Thanh Hương. Anh ơi, anh kiểm tra thử của chị Trang Nguyễn có thử có mã này chưa? Trang Nguyễn nào? Trang Nguyễn lầy á. Trong. Anh Tư kiểm tra có thử có mã áo này chưa? Anh chưa có, em chốt chưa? Đây đây, đang kiểm tra. 3 mẫu. Hôm nay về 3 mẫu 291 đầm. Có size từ 60 đến 100 kg. Mã đầu tiên là mã đầm đỏ mấy chị. Mã đầu tiên là mã đầm đỏ phơm đẹp không? Trời ơi, coi dẻ, coi đá nè. Em có vô tập chị vô cho em. Mã thứ hai là mã đầm trắng. Mã thứ hai là mã đầm trắng. Con kiểm tra hai màu giống không Bi? Kiểm mở ra chứ sao để vậy sao thấy được. Mã thứ hai là mã đầm trắng nè. Đá full luôn nha mấy chị. Rồi. Mã thứ ba là mã đầm đen. Nó hơi xíu xíu một cái. Lấy lại rồi. Khác một nùi cho khác một xíu gì trời. Rồi chốt cái này cho Trang Nguyễn đi. Rồi lên cho mấy chị mã củ nâu. Mã củ nâu nè mấy chị. Mã củ nâu 80 đến ở lộn, mã củ nâu từ 70 đến 90 kg ha. Mã củ nâu. Đá tim. Đá tim của chị Phương Trinh Lê. Phương Trinh Lê là chị vô cho em địa chỉ không hỏi chị ơi. Dạ chị Phương Trinh Lê vào cho em xin địa chị. À đá tim chị Thanh Hương Nguyễn lấy rồi. Mã 00 chị Thanh Hương Nguyễn lấy rồi đây. Mã lưới lạ lùng chui vô mùng vẫn còn lạ. Chốt giùm em lưới cà phê sữa. Em lấy cái nền bự nhất nha. Lưới cà phê sữa. Những con này mấy chị mặc phơm càng rộng nó càng xinh nha. Lưới cà phê sữa này khoảng cỡ 60 đến khoảng cỡ 82 kg lưới cà phê sữa. Em lên nha mấy chị mã công sở nâu. Em lên nha mấy chị mã công sở nâu. Nó có size nữa nha mấy chị cho nên tùy size ha. Em sẽ coi cái phơm mà em đọc size cho mấy chị. Mã công sở nâu. Đây. Mã công sở nâu nè chị Hương xin không. Rồi chốt giùm em 60 đến 75 kg mã công sở nâu. Mã cà phê sữa của chị. Lưới cà phê sữa của chị Nguyễn Thị Thu Thảo nè. À, chị Phương Trinh Lê ơi. Đợt trước đó chị vô chị mua. Rồi em cũng xin địa chỉ cho ông Hội. Rồi cái kết cục đó là chị không cho. Rồi chị kêu bụng to bụng dưới chị. Giờ vô chị cho em địa chỉ cho ông Hội chị ơi. Rồi chốt tiếp chị. Dạ em lên cho mấy chị một con lưới đen nè. 60 đến 88 kg. Con này mặc sọt đẹp lắm. Lưới đen. Công sở nâu của chị Nguyễn Lê nè. Công sở nâu. Dạ chốt giùm em là lưới đen nha. Đẹp ha mấy chị. Rồi con này mặc sọt là mê mẩn luôn. Lưới đen. Dạ đen của chị Chi Nguyễn nè. Chi Nguyễn lưới đen. Chi Nguyễn trăm tấn. Chi Nguyễn lưới đen. Con này đẹp lắm chị ơi. Nè. Dít dắt nè. Chốt đi. Cho mai mốt đi kiếm mấy mã này khó lắm mấy chị nè. Dít dắt nè. Xinh chưa. Rồi chốt giùm em dít dắt 60 đến 82 kg dít dắt. Dít dắt dắt cổ. Chị vào cho em xin. Em có nhắn tin cho chị trong tin nhắn là chỗ chị trả lời em á. Chị vào cho em xin địa chỉ số điện thoại nha. Con này là từ đầu like tới giờ là bán hơi bị nhiều nè. Chốt giùm em lưới xanh lá cây gấu 60 đến 82 kg. Bà nội cha con này mà để dành mặt dưới sọt mê. Lên cho chị Thanh Hương một con áo đen full đá. Xinh chưa. Áo đen full đá 60 đến 70 kg coi tay nè. Chốt giùm em đen full đá. Đen full đá kèm số ký nha mấy chị. Đen full đá kèm số ký. Xanh của chị Chi Nguyễn nè. Xanh lưới của chị Chi Nguyễn nè. Lưới xanh lá cây. Lưới xanh tây ơi. Kiếm con lưới xanh lá cây giống giống cái con lưới gấu từ đầu lai giờ đi. Thể nó cũng còn đó. Còn lưới xanh lá cây của chị Thanh Hương nè. Thanh Hương Nguyễn Thanh Tấn. Em lên cho mấy chị một con lưới đỏ. Mấy chị coi nó phối áo màu đẹp lắm. ISL nè. Chốt giùm em đỏ ISL 60 đến 82 kg. Đỏ ISL. Chị nào chốt đỏ ISL chốt lên giúp giùm em đỏ ISL. Đỏ ISL mấy chị. Em lên cho mấy chị một con xanh lá cây sọc. Cổ này xinh không mấy chị. Con này lưới đẹp lắm. Con này thun đẹp lắm. Con này là 65 kg đến 85 kg. Dịch à, dịch đánh tráng. Dịch đánh tráng. Dịch đánh tráng.
dít. Ủa dít đánh teo là cái gì? Ê, Võ Thanh Thảo kêu dít đánh trang là cái gì? Dịch bánh tráng không? Dít bánh trắng. Dít dắt trắng. Yeah. Dít dắt trắng của chị Võ Thanh Thảo mà đậu cha. Bán ế phải ngồi đọc cho ra dít dắt trắng. Yeah. Nè áo ngôi sao còn con nè, ai hốt hốt đi nha, chứ kẻo lỡ nha. 60 đến 80 kg là đã không? Họ nói phôm với len là bao đẹp luôn ha. Đó. Rồi chốt giùm em ngôi sao trắng nè. Gửi gì má vợ phèo. Mấy chị ơi, con xanh bơ nè. Võ Thanh Thảo vợ phèo đọc cái ghi ghi vợ phèo luôn. Trời ơi, con xanh bơ nè, cái len nó đẹp lắm nha mấy chị. Trời nhớ mẹ. Rồi, 60 đến 82 kg xanh bơ. Ừ, sắp nhớ vợ phèo rồi đó. Nhớ đi, nhớ nhiều vô. Ừ. Nhớ nhiều vô nha. Em lên cho mấy chị một mã 7 màu. Mấy chị coi cái tay áo của mã 7 màu nè. Xanh bơ của Nguyễn Thu Thảo, con này lên đẹp lắm. Xanh bơ của Nguyễn Thu Thảo. Chị Thu Thảo chăm tới. Dạ, xanh bơ của Nguyễn Thanh Linh. Anh Tư, nhìn dưới đây hồi nãy còn một con xanh bơ nè. Rồi đưa con xanh bơ lưới lên đây cho em. Rồi anh nhìn dưới đây có con xanh bơ giống vậy. Bây kiểm tra đi mày. Con này vừa chuẩn bị mấy chị dành lộn nè. Con này 60 đến 88 kg nè. Chốt giùm em xanh bơ phối trắng, mấy chị coi lên đẹp không? Xanh bơ phối trắng nè. Rồi từ lấy bơ của Nguyễn Khánh Linh nè. Đây là bơ lưới nè. Chốt giùm em bơ lưới. Bơ lưới đẹp không? Bơ lưới có dít dắt nè. Bơ lưới 60 đến 80 kg bơ lưới. Mấy chị coi áo của con, coi áo con tay, tay của áo 7 màu nè. Tay áo 7 màu nè. Về đội em giờ này nằm phơi chim. Rồi đâu có cực khổ vậy. Ừ đúng rồi đấy. Thôi rượu phơi chim nó khô không nhớ. Thôi ổng kêu là ổng kêu là phơi hoài chim nó khô. Ổng không có thích phơi chim. Khô quá cũng có cảm giác. Hả à, khô quá cũng có cảm giác. Thứ quỷ gì đó. Khô không quá là xài được đó. Không phải trong này đâu, trong này nè. Ước ước mới còn xài được ha. Nếu lờ chúng mình hai đứa hai nơi. Thấy chưa, thấy nhớ hay không? Đời em con gái đa chót yêu soi 108. Trời ơi, bơ trắng này là từ rồi, đầu lai tới giờ là bao nhiêu người giành lộn đó chị Thảo. Rồi bơ trắng của chị Thảo nè. Nguyễn Khánh Linh. Nguyễn Khánh Linh nè, bơ. Rồi con bơ trắng này nè của Võ Thanh Thảo nè. Võ Thanh Thảo 108, áo 7 màu. Nguyễn Khánh Linh 108. Coi như là cái con này từ đầu lai chắc giờ em bán phải 10 con rồi nè. Nè, đó. 60 đến 80, 82 kg cho coi lại con đỏ. 108 nha chị Ngọc Liêu. Con đỏ vải đẹp lắm chị. Con đỏ vải đẹp cực kỳ. Đỏ ISL nè chị Thảo. Con này 82kg, 83kg cũng còn thoải mái nha. Lên. Con này là hồi nãy mấy chị dành lộn từ lúc đầu like nè. À, con sọc xẻ nách nè. Sọc xẻ nách, chị nào chốt sọc xanh xẻ nách chốt giùm em. Rồi đỏ của vợ phèo nè. Muốn ướt thì em lấy tung em bắn là ướt. Còn giống quỷ rồi. Quỷ để gửi ti qua cho. Nó nói cái quần què vậy nên nó cũng được hết trơn á. Dạ em lên cho mấy chị một con sọc đỏ. Sọc đỏ này nếu đẹp thì 60 đến 75 kg thôi. Sọc đỏ chữ R nha. Em lên cho mấy chị một cái con gu em nè. Mở nút con này đi. Rồi lên tiếp cho mấy chị nè. Một con áo lưới là 90 đến 100 kg. Con này 90 kg à. Con này từ 70 đến 90 kg rồi nha. Chốt giùm em là số 11. Số 11 em xanh xẻ nách. Xanh xẻ nách là từ đầu lai giờ khách mua nhiều lắm. Xanh xẻ nách của Võ Thanh Thảo 108. Nè con này vợ phèo lấy được nè. Con này mã số, con này số 11. Võ Thanh Thảo 108. Chốt giùm em áo số 11. Nè gu của tôi nè mấy chị. Tôi chắc phải chụp con áo này nè. Gu của em. Tại vì qua mùa đi kiếm mấy cái con áo này nó không có mấy chị. Gu của em. Dễ thương không? Chốt giùm em áo khoác sọc trắng đen. Mã 11 của chị Phương Hiền. Mã này mặc sọt đẹp lắm chị Hiền ơi. Mã này mặc sọt bao đẹp luôn. Nè có sọc xẻ nách đỏ đây nè chị. Chốt xẻ nách đỏ thì chốt với nhau. Con này lên đẹp lắm chị. Xẻ nách đỏ. Xẻ nách xanh lá cây. Em lên cho mấy chị mã con cọp con. Mã con cọp con. Con cọp con cắn con cọp cái. Con cọp cái cắn con cọp con. Cọp cắn cọp cái cắn cái. Chốt. Ê. Gì thật đi chị Hương ơi. Một em siêu phẩm nè chị Hương.
Trời ơi em này đúng siêu phẩm luôn á. Đã là lên lưới rồi ha, đã là lên này rồi ha. Rà mà còn thiêu lên đẹp nữa. Chết giùm em mã trắng 60 đến 72 kg mã trắng. Có mã con cu không để em. Đủ má thiệt trời, đánh sao không cặp búa dính con này cho nó chết bà chết ông chết cha nó. Trời sẽ khỏi mua hàng tôi cũng được. Shopee bán nhiều lắm vậy. Chốt giùm em mã khóc trắng đen. Trắng đen xanh mã này 180 nha. Trắng này là size nhỏ nhỏ nha chị Linh. Trắng này là size nhỏ nhỏ nha. Rồi Nguyễn Khánh Linh nè. Rồi Thu An trắng nè. Trắng còn không? Nguyễn Khánh Linh. Đây. Con này là siêu phẩm nè. Dạ con nói là chắc là chị mua cho cháu chị phải không? Dạ siêu phẩm lưới vàng nè. Con này mấy chị mặc cùng với cái áo vú xinh lắm. Siêu phẩm lưới vàng có cổ. Dạ con này khoảng cỡ 60 đến 72 kg thôi nha. Chốt giùm em lưới sọc vàng. Em lên cho mấy chị một con áo cổ tim viền đen áo đen nè, đẹp không? Tay rồi dài đã. Rồi con này 60 đến 72 kg luôn. Chốt giùm em đen cổ tim. Đen cổ tim. Con này hồi đầu like mấy chị dành lộn với con xanh đen nè, giờ nó có con đỏ đô cổ nè. Đỏ đô có cổ đá 60 đến 80 kg. Có siêu phẩm màu đỏ để em. Kiếm con nào đã chốt để chét rồi để cho em kìa. Dạ. À, vàng. Lưới vàng của chị Thu An. Lưới vàng của chị Thu An. Đen cổ tim của chị Ngọc Diễm. Thu An 180. Đen cổ tim của chị Ngọc Diễm. Ngọc Diễm 180. Rồi lưới đỏ. Mẹ mới đòi lưới đỏ đâu rồi. Trời ơi dễ thương không đo, vợ phèo. Chết mẹ con này đẹp quá. 60 đến 82 kg con lưới đỏ nè. Phèo coi nè. Coi lưới đỏ nè. 60 đến 82 kg lưới đỏ. 60 đến 82 kg lưới đỏ. Em lên cho mấy chị một con đen đá. 60 đến 75 kg đen đá. Quả địa cầu. Em lên cho mấy chị một con sọc đỏ 60 đến 82 kg sọc đỏ. Sọc dít dắt đỏ ha. Lên cho mấy chị một con siêu phẩm. Đẹp không? Siêu phẩm mã số 10, đẹp ha. Siêu phẩm mã số 10 60 đến 80 kg dắt dài. Có siêu phẩm màu đỏ để em. Có siêu phẩm màu đỏ để em. Xong rồi tuy nó lựa lên mớ đỏ cái nó kêu đẹp để mặc đi em ghép màu đỏ. Mày chắc cá thiên lôi nó đánh tét hột le đá hột me cho mày vừa lòng mày nhá vợ phèo. Mã hàng độc nè, chị Thu An. Thiệt á. Đánh tét hột le tét hột me cho mày vừa lòng mày. Lên cho mấy chị một con khóc vàng nè, định mặc thử á. Con này mấy chị mà không lấy là em để dành nha. 60 đến 85 kg. Đồ mấy tao nói quýnh tét hột lê lấy chanh nặng vô nó quéo lại như con xà lông mà bay lên bờ sông nằm á, nằm phơi nắng á biết con đó không. Rồi em lên cho mấy chị một cái con siêu phẩm. Dạ em hồi nãy con đỏ là chị nào chốt tao, nãy con đỏ là vợ phèo chốt thì đây con vàng là chị Ngô Tú Linh ơi. Đây là con vàng là chị Võ Thanh Thảo ơi, vàng ISL 60 đến 83 84 kg. Chị Vân Hà áo khoác vàng hả chị Vân Hà? Trời con này đẹp nha chị. Con này mà mình thường mặc đồ đen nhiều là nên có con này. Dạ trăm tốn của chị Vân Hà. Cái con này hồi nãy em mặc nè, con này em mới mặc nè. Con này mới mặc và em bỏ bên hông, bên hông, bên hông chợ lớn đó mấy chị. Em lên cho mấy chị một con siêu phẩm dít dắt lưới, hai loại lưới nha. Hai loại lưới, ở dưới là lưới đánh cá, ở trên lưới đánh tôm mấy chị. Ha. Mấy chục con. Mấy con? Hai con hả? Giỏi vậy. Trời đất ơi. Con gì sang mua xôi nữa đâu. Ở chờ bà chịu không? Trời ơi. Không, đi được, đi được. Thôi, 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 thôi. Biết này đó, bao nhiêu xa, xa không, đi được. Thôi. Không, chồng sắp về, đi mua cho. Thôi, lưới sọc xám nè mấy chị. 60 đến khoảng cỡ 77 kg nha, lưới nào chị. Con này phải không chị Như Ánh Dương, đẹp ha. Như Ánh Dương nè. Như Ánh Dương 18. Em lên cho mấy chị một con. Đừng có mua. Em lên cho mấy chị một cái con sọc. Thôi đừng nói nữa. Em lên cho mấy chị một con sọc cà phê sữa. Lên cho mấy chị một con sọc cà phê sữa 60 đến 82 kg có cổ nha. Dạ sọc xám khách lấy rồi chị. Em lên cho mấy chị một con công sở đá. Một con công sở đá mà tay tao nói đẹp bà cố nậu luôn. Nè tay con chuồn chuồn. Có cái cánh xanh xanh. Gì vậy?
Ai à? Lai Nguyễn. Nguyễn Lai của anh Tây Ghi á. Ừ, Tây Ghi đúng không? Rồi Nguyễn Lai nào? Chưa, hồi chưa giờ trang về. Tao sợ tham gia luôn nè. Đỡ chút nữa đi vô cái lai em tìm. Lai cũng có luôn. Vô là không thấy hết. À, em tìm cũng có. Đi dần chốt. Đi dần chốt ba. Thì... Vô nhắn tin thử lai có dấu không? Em nhiêu? Em chọn không có lên. Chồng nó thấy mỗi cái lai nhẹ. Vô lại cái lai á, coi cái lai. Biết rồi mày chọn mày không có lên. Nghĩa anh thấy đúng không? Thấy mẹ. Đâu đâu, vô chú Út biết rồi. Công sợ đá size nhỏ nha chị, công sợ đá size này, ủa size này vậy á, size này 70 đến 80 kg á chị, công sợ đá, con này đẹp. Em mặc thử nha chị Linh. Nó kêu để ngày 10 nó có lương nhận, xin địa chỉ số điện thoại nó đi. Dạ con rồi, chị nhắn tin cho Út không? Để gửi cho nó đi, ngày 10 nó chuyển khoản. Em vừa nè chị Linh, em 82 cái trội đẹp không? Trời ơi con này lên tao nói mặc cái áo vô cái đầu tóc em tả tơ như con khùng chắc cái thùng đi bán nước cơm luôn. Cặp cà phê sữa của chị Võ Thanh Thảo nè. Cầm đám đẹp không chị Linh? Ồ con này thiệt. Con này đẹp xuất sắc, mặc xong cái đầu em nó như cái trái chôm chôm luôn. Chị Võ Thanh Thảo hả? Đúng rồi. Võ Thanh Thảo trong tám. Công sợ đá. Trời con này cái tay với cái cổ nó đẹp lắm á chị. Ủa chứ không có bể đây. Chị đó. Má mặc xong cái đầu không em như trái chôm chôm luôn. Rồi đây nè chị Nguyễn Khánh Linh nè. Chị đâu? Mà đi chứ. Ủa chị Nguyễn Khánh Linh chừng nào gửi đồ được? Không sẽ em thôi. Chị em hai lần không có vô. Ý là hỏi coi ấy Nguyễn Lai cũng yên không mà. Nghĩ sao tiết áo vậy bà nội? 60 đến 72 kg chốt giùm em mã vàng nút đẹp lắm. Con này lên đẹp lắm. Mã vàng nút. Rồi chốt chiếc giùm em. Cổ nhỏ là do chị biết sao nó bị dính cái chùm tóc em á, nó rơi tới đây mà sao nhỏ. Ủa em có lấy cọc rồi. Nè, chị mới chốt nè. Sọc cà phê sữa nè. À, sọc cà phê sữa của chị Ngọc Liêu. Cà phê sữa của chị Ngọc Liêu chọn nhỏ là đọc comment kỳ cục ghê. Cà phê sữa nào đúng không nè? Ủa lấy từ view ai ra vậy? Võ Thanh Thảo. Ờ lấy từ Võ Thanh Thảo ra. Cà phê sữa của chị Ngọc Liêu. Ngọc Liêu của Bạc Liêu. Ủa dạ. Em mới hỏi ủa đọc đúng nè rồi. Lên cho mấy chị một con công sữa đỏ đô là đẹp chưa? Trái tim. Ở đây là hình trái tim ngục tù. 60 đến 83 kg nè. Chốt giùm em là đỏ đô trái tim. Con này chốt giùm em áo xanh con nai. Con này thì còn cỡ dưới 75kg nè. Áo xanh con nai. Rồi lên cho mấy chị một mã đá nè mấy chị ơi. Mã đá đẹp không? Mã đá màu môn 60 đến 70kg thôi. Nó đang kiếm thử á. Mày chưa gì hết à. Nhỏ đang ngồi kiếm thử công tình hai chị em nó like chưa. Đỏ đô của Chi Nguyễn nè. Tính ra Quỳnh nó không có rành về bên này mà nó qua nó bắt việc mau ghê luôn. Rồi em lên cho mấy chị mặc con mã ngôi sao 60 đến 82 kg mã ngôi sao nè. Nè dít dắt đen ai chưa chốt thì tranh thủ chốt dít dắt đen 60 đến 85 kg nè. Con nhà nồi. Dít dắt đen. Đen nào kêu kiếm áo đỏ đâu. Nhà nó ai nồi đó. Thì mẹ buôn bán được từ giờ rồi nha con nhà nồi chị nữa. Hey. Hey. Dít dắt đen hả chị? Dít dắt đen hả chị? Chị Chi ơi, dít dắt đen của chị Chi Nguyễn nè. In rồi đó. Chi Nguyễn 108. Những con này thì size bự lắm mấy chị. Size khoảng cỡ từ 80 đến 90kg. Rồi lên con đỏ. Hồi nãy đây nó có con đen cổ tim đúng không? Thì đây con đỏ cổ tim 60 đến 78kg. 60 đến 78kg nha mấy chị ơi. Em lên cho mấy chị một con siêu phẩm nè chị Hương ơi. Chị Hương coi cái tay đó nè. Cái tay nó bằng vải gì giống như phi bóng á. Nó có phối nè, nhưng mà con này ở ngoài mấy chị cầm đẹp lắm. Chốt giùm em công sợ đỏ 60 đến 75kg công sợ đỏ. Dít dắt đen vẫn còn. Ai chốt công sợ đỏ chốt nè. Đây là cái con áo khoác trắng hồi đầu lai em có mặc nè. 60 đến 88kg này nó giống như con vàng hồi nãy. Rồi con này 180 nha. Tại mấy mẫu này em mê. Lên cho mấy chị một con mã Vân Hồng nè. Con Vân Hồng này đầu lai có một con khách lấy rồi. Nè Vân Hồng cổ trắng là đẹp không?
60 đến 82 kg. Mấy con này mấy chị mặc quần tây quần sọt đẹp công lắm. Công sở đỏ còn không? Công sở đỏ của chị. Thí nhi. Thí nhi công sở đỏ 180. Ê, mã hồng cổ trắng nè, 60 đến 82 kg đẹp chưa? Coi vân đẹp chưa? Lên cho mấy chị một cái con sọc trắng đen, một con sọc có cổ trắng đen dưới 83-84 kg. Đẹp không? Hồng của con phèo nè. Hồng của con phèo nè. Chốt nhiều nhiều đi phèo ơi. Nữa không mấy chị? Lên tiếp cho mấy chị một con sọc xanh đen nè. Lên cho mấy tiếp cho mấy chị một con hò sọc xanh đen dưới 83 kg nè. Con hồng khách lấy rồi chị. Nè. Hồi nãy ai chốt con này tao, nãy chốt chị nhờ chị Kiều Kiều chốt con, chị gì Kiều gì á quên nè. Chị về 70 kg á. Nè bây giờ con nè. Không. Thì giờ nãy chốt mấy con, nãy hỏi khách cũ khách mới 70 kg á. Quỳnh Nhi. Không. Chú Hiền. Ừ, chị Hiền. Chú cha ra được đâu chị Kiều hay á. Chú. Má vậy mà Kiều Kiều gì á. Chú. Kiều Nguyệt Nga. Kỳ quá vậy. Dạ sọc trắng đen của chị Nga Phạm nè. Nghe Phạm là 180. Trời ơi, nói con này mặc lên sọc nó đẹp lắm. Nói thiệt mà. Chút nữa về em mặc với sọt cho mấy chị thấy mấy cái con này đi chơi nó dễ thương lắm, đẹp không? Rồi chốt giùm em số 11 xanh lá cây. Nói chung là em có đọc số ký, chị cứ men theo số ký chị đặt hàng giùm em nha. Hồi nãy có một cái con sọc vàng khách máy phải không? Thì bây giờ nó con có con sọc xanh có cổ nè, nhưng mà nó bằng lưới nha. Rồi chốt giùm em sọc xanh lá cây có cổ. Con này còn cỡ dưới 76 kg. Cái đụm dưới kia lên đây nè. Nè, chị Nhi ơi. Đỏ có cổ vài dày dày không? Đỏ có cổ vải dày không? Chị đỏ có cổ lên nãy nè. Là con đỏ công sở vừa rồi hả? Chị em có con nâu công sở nè. Vải không có dày, vải là giống như là áo thun ấy. Nâu công sở. Dạ được. Đổi cho chị Văn Hà nãy con sọc vàng ấy. Tại nãy em cũng kết con đó đó chị Hà. Nè đổi Văn Hà qua con này, đưa con màu vàng chị. Nâu này size bé, chị lên nâu này chắc khoảng cỡ 75-76. Trời con nâu này đẹp quá. Con nâu nó y chang con đỏ luôn, nâu của Khánh Linh nè. Nãy chị có 11 nha chị Hiền. Nâu của chị Khánh Linh á. Biết sao không? Tại em hay mặc những cái bộ đen á chị Hà. Em thích khoác những cái con này nè, nó đẹp lắm. Thiệt, khoác mấy cái con này mai mốt mong Kagi mấy chị đi kiếm không có đâu. Nếu có tiền thì chốt lại con vàng đi chị Hà cho uổng lắm. Nếu có tiền mình chốt thêm con vàng cho uổng lắm nè. Em mặc thử cho mấy chị coi rồi mấy chị mê nè. Đấy, đúng chưa? Em nói đúng chưa? Đó. Để chị đổi không có cổ. Là chị có chốt hay không chốt thì báo cho em xả nha chị. Nè em có con đen hàng độc xấu không? Con đen hàng độc là tay đẹp lắm. 60 đến 65-67 kg là đẹp nha. Nè mấy chị xinh lắm. 60 đến 67 kg con đen nè, con đen ren. À không chốt xả gì cũng nghe Phạm kìa. Em lên nha mấy chị một con công sở nè. Con này vải mỏng lắm nha, vải mỏng mà mịn mát á. Xanh ngọt. Mấy chị ơi cái con này đẹp lắm nha mấy chị. Nói thiệt lòng luôn á, con công sở cái nơ xanh hoa nè. Mà con này lên nó mềm lắm, con này 60 đến 70 kg là chốt giùm em con xanh ngọc. Xả con nâu đi. Cái con nâu chị nào mà còn cỡ dưới 75 77 kg chốt đẹp lắm. Mã nâu á. Mã nâu nha. Chị nào chốt mã nâu chốt lên giúp giùm em mã nâu. Ê mấy chị ơi. Giờ chẳng lẽ không chốt con này nè. Không chốt nè mấy chị. Chết rồi, không chốt nè. Tiếc dữ. Tiếng nửa đầu người luôn á. Không chốt nè mấy chị. Xanh lá cây 60 đến 85 kg xanh lá cây bỏ qua một bên. Trời ơi coi mã nâu công sở nè mấy chị. Chết người rồi. Chết người luôn chứ không sống nổi đâu nha. Em lên cho mấy chị là một con nâu nè. Nâu mặt cười 60 đến 82-83 kg nâu mặt cười. Chị nào chốt nâu mặt cười chốt lên giúp giùm em nâu mặt cười. Em lên cho mấy chị một con hồng cánh sen. Xuống bao nữa đi. Ủa mấy chị ơi, sao nãy giờ không chốt con mã hàng độc vậy? Chị Linh ơi, sao không chốt con mã hàng độc này chị Linh? Coi đá full nè, coi tay vân nè,
Hoa li ti ren. Chốt giùm em hoa li ti ren dưới 80 kg. Nắng chiếu đây, danh lộn. Đây, thấy chưa? Thấy văn nổi chưa? Xanh lá cây cổ trắng 60 đến 88 kg một con. Dạ, còn dưới mấy bao? 60 đến 88 kg hai con. Chết chưa? Chết mày chưa, cho mày chưa. Thấy tao chưa, sợ tao chưa, bán ế chưa. Chết mày chưa. Lá cây của chị Tú Linh nè, con này đẹp lắm. Lá cây của chị Tú Linh là lá cây của Như Thảo Dương nè. Hồi nãy nó có con đen cổ tim thì đây là con đỏ cổ tim nè. Đây là con đỏ cổ tim nè, con đỏ cổ tim này size dưới 85 kg nha. Đỏ cổ tim. Chết mày chưa, cho mày chưa. Lá cây, còn không? Hả? Em lên cho mấy chị một con hồng phối đen. Con này size dưới 73 kg. Chị Tú Linh hàng kia hỏi mày bán ới không, mấy chị Tú Linh mua đúng rồi. Mấy chị Tú Linh đã đi đâu á? Em lên cho mấy chị một con lưới xanh bơ, sọc xanh bơ đẹp lắm nè. Lưới hai màu như hồi nãy em kêu lưới đây, em giỡn, kêu lưới ở dưới đánh cá, ở trên đánh tôm. Con này dưới 77 kg. Chốt giùm em là sọc xanh bơ trắng nha. Chốt giùm em là sọc xanh bơ trắng, đưa mấy cái dưới này lên like cho hết đi xem. Sọc xanh bơ trắng. Chị nào chốt sạch sọc. Trời ơi, con này hồi nãy lưới gì nè, ai chốt nè. Thấy không? Lưới gì ta? Lưới sọc xám nè. Sọc xám hồi nãy ai lấy? Lưới của Như Ánh Dương nè. Lan Phạm Ngọc nè. Lan Phạm Ngọc 108 nè. Rồi giờ con sò bơ nè. Giờ con xanh bơ nè. Chị nào chốt xanh bơ, chốt giúp giùm em xanh bơ. Lan Phạm Ngọc 108. Ngọc Liêu nè. Ngọc Liêu 108 nè. Dạ nói nghe à. Trời ơi nói nghe nè. Rồi đi kiếm đâu con khót linh giờ 108 mà đẹp như vậy mấy chị. 60 đến 75 kg này đi kiếm đâu ra con như vậy. Nói thiệt 75 kg thật sự em cũng vừa nha. Thiệt sự là em cũng vừa nha mấy chị. Trời ơi 60 đến 80 kg áo khoác trái tim đen. Con này chị nào chốt sớm là chị đó may mắn nè. Con này chị nào chốt sớm là chị đó may mắn nè. May mắn thiệt luôn chứ không phải may mắn giỡn nha. May mắn lắm luôn đa. Tăng 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 tăng. Thương máu thân đo lại chiều. Hùng hình khổ đau trên mây. Nguyễn Khánh Linh trăm tát nè. Nguyễn Khánh Linh con bà nhập nè. Tao hỏi vợ mày bữa nay chồng muốn thổi đâu. Mấy chị ơi, hàng ăn đông nè nha. Chết chưa? Chết chưa mấy đứa? Chết trời ơi, coi nè, hàng đông nè, đẹp chưa? Dạ có một con thôi nha. Con này là 60 đến 83 kg, chốt giùm em mã 100. Mã 100 áo khoác đen có con rồi mấy chị, mã 100. Mã 100. Mã 100. Thôi. Thôi thôi thôi, không ai ăn đâu. Mỹ chào đây chào chị sắp bơi bãi. Rồi còn đi đâu cũng sắp bên. Đi cầu kinh tỉa con hả xa. Sao hôm nay chị không chốt được Yên ơi? Dạ tại chốt sau á chị Huệ. Tại chốt sau á chị Huệ. Yên tâm em còn phải 5-7 bao nữa lận chị, từ từ. Trời ơi mã này mấy chị không chốt hả? Mã 100 này mấy chị không chốt hả? Mã 100 nè. Trời đất quỷ thần thiên địa lu lu ơi. Chết chết. Nè. Mã xám chết chưa? Mã xám công chúa là chết chưa? 60 đến 83 84 kg nè. 85 kg mã xám công chúa nè. Xám công chúa. Còn 29 chị có muốn coi nữa không? Muốn coi nữa thì em like nữa, không muốn thì em nghỉ nha. Chốt giùm em mã vàng nè, mã vàng cổ tim 60 đến 83 kg. Nè, hồi nãy mã này ai hỏi nè, xanh bơ phối cổ trắng.
Ai xanh bơ phối cổ trắng ai? Nhung Trương đúng không? Chị Nhung Trương đúng không? Nhung Trương lấy màu này được không chị Nhung Trương? Nè Nhung Trương nè, chốt cho chị Nhung Trương nè. Chốt. Con này size nhỏ, con này gân đẹp mà size nhỏ nè. Con này gân đẹp mà size nhỏ, con cà phê sữa 60 đến 70 kg. Rồi đừng mở nữa Tia. Mở nữa muốn ói rồi. Chị ơi, có chị nào ở đây size bé bé không? Đẹp không? Nè coi len nè. Trời ơi 60 đến 80 kg len hơi bị mê luôn á. Không lấy xanh lá nó đâu. Dạ ok chị. Rồi xã của chị Nhung Trương đi. Ở đây có làm bill không anh? Có làm bill thành phố chứ. Dạ xanh bơ sò, xanh bơ viền cổ trắng. Con này đẹp nè. Dạ con này chị không lấy thì em ngưng like nha. Em ngưng like. Ôi sao ý xanh bơ, Vân Hà. Xanh bơ của chị Vân Hà. Mày chuẩn bị mày nhổm đít trên mày chào á, mày mau lắm. Vân Hà cho em tới. Trời ơi má ơi, mấy chị bỏ sót cái con siêu phẩm này nè thiệt. Em là cái người ở ngoài em cầm cái con áo lên này mấy chị biết không? Thứ nhất là cái phơm áo với cái vải áo nó quá đẹp. Mấy chị coi cái phơm sâu nè. Chị Cao Ngọc Huệ, cái con này nó đẹp quá trời luôn nè chị Cao Ngọc Huệ. Trời ơi con này mà mấy chị bỏ lỡ là mấy chị uổng lắm luôn nha. Xanh lá cây 60 đến 85 kg. Rồi ngày hôm nay em được 3 con. Với con nhẹ nhẹ này nữa ngày hôm nay em được 4 con. Em còn con dít dắt xanh ngọc nè. Trời ơi con xanh bơ này đẹp lắm chị Hà, em nói thiệt. Chị về chị coi thử cái vải em nói có giống vậy không nè. Chị coi gần nè. Chị Vân Hà 180 nè. Rồi bán con dít dắt này nữa rồi nghỉ nha. Dít dắt xanh ngọc nè. Xuất sắc không? Rồi 60 đến 83, 84 cái dít dắt xanh ngọc. Còn con cuối cùng chị chút ngồi nhẫn lựa áo không? Chút áo này lấy rồi à, ai lấy dít dắt xanh ngọc thì lấy giùm em dít dắt xanh ngọc nha mấy chị. Mấy chị chú mấy chị ơi. Tính ra hai đứa tối nay nó khỏi cũng được hai con giỏi chứ bộ. Bây bây kiểm tra hai cái bill này chuẩn bị hoàn hàng về là kiểm tra thử. Trần Đoan Trang, Ân Niên, Hòa An, Đủ Má, Phú Yên nữa. Bạn của bữa tôi tính nói bà. Thấy cái bạn của Ngọc Ánh gần nhà của con gì? Cái tiên nè. Dắt đen chị gì không? Gì? Yeah. Dít dắt đen chị vừa không? Dít dắt đen rồi con nè. Cuối cùng là mình có dít dắt đen. Con dít dắt xanh này chị không vừa. Dít dắt xanh chị Ngọc là chị không có vừa. Rồi. Ừ thêm con vàng nữa nè. Rồi. Lấy ba con đầm đi Ti ơi. Đây là con gì đây à? Rồi lấy ba con đầm đi lấy lời vậy. Chỉ là cái đóng ở trên ghế thôi. Đóng trên ghế về. Em đi chụp xanh cho chị đó con mời chứ. Rồi chào mấy chị đi bây giờ. Chào mấy chị nha mấy chị ơi. Mỗi ngày nhà em đều like cố định buổi tối 8:30. 3 ngày cũng like nhưng mà không cố định giờ. Mấy chị đón xem nha mọi người. Bye bye.